Yay. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhóm vườn lộc giả ngày dời chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh ngài Liễu Tông từ bi hoan hỷ cầm mic và ngài thử âm thanh coi âm thanh có rõ không ạ. Và con kính dâng mic lại cho ngài. Và con xin xuống mic ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô Bụt Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa các sư nam các sư nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe được tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Thầy và Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con Nguyên Trang, và một lần nữa con kính đảnh lễ ngài Liễu Thông, Liễu Tông, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, và con kính chào đạo tràng. Và dạ, kính thưa ngài, âm thanh của ngài rất là rõ và liên tục ạ. Dạ. Dạ con dạ hôm nay là ngày pháp thoại của ngài Liễu Tông. Dạ con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi về những thắc mắc của mình trong tuần qua về Phật pháp ạ. Cô chú có thể chép chat trên màn hình hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài. Và những câu hỏi của cô chú sẽ làm bài học chung cho đạo tràng ạ. Dạ, hôm nay là thời vấn đáp nên con kính mong quý cô chú cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ, con kính mời đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Metta đã cho con biết được tín hiệu. Dạ, không biết đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Dạ, trong khi chờ đợi câu hỏi, con xin chào mọi người trong đạo tràng. Chào Sức Thi Lâm, chào đạo hữu Huyễn Mộng, chào đạo hữu Nguyên Trần. Con kính chào cô Trần Đạo, kính chào đạo hữu Tâm Uy. Không biết là có đọc đúng hay không? Đạo hữu Hoa Sa La, đạo hữu IQ, em đó, đạo hữu Trúc Nguyên, con biết phải là chú Trúc Nguyên không ta? Dạ, đạo hữu Samasati, đạo hữu Lắng Nghe, và đạo hữu Trúc Giới, con không biết là cô Trúc Giới, cái nick Trúc Giới Trúc Nguyên có phải là ở ở chùa Kỳ Biên không ạ? Dạ. Dạ con kính đạo hữu Asian Du, dạ cô Meta, dạ đạo hữu Như Hảo. Dạ con kính mời mọi người ạ. Con kính mời mọi người cùng tham gia đặt câu hỏi. Dạ trong khi chờ đợi mọi người đặt câu hỏi, và con xin hỏi, con có một câu hỏi kính hỏi ngài ạ. Dạ kính sư, con có học về vi diệu pháp đó ngài. Cái tuệ mà tuệ thuận thứ, tuệ tuệ thuận thứ có nghĩa là gì ạ ngài? Ở trong 16 tuệ
mà có con hôm bữa chú Kinh có nói là tuệ thuận thứ, nhưng mà con không có hiểu về cái đó, và con kính dâng mít lại cho ngài để ngài có thể giảng nghĩa cho con được rõ ạ. À, dạ con xin xuống mít ạ. À, con kính tri ân. Nam mô Bụt Thầy Giả Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị 16 Tuệ Minh Sát Tuệ thứ 12 Sanh Khả Rút Bạc Khải Giang Rồi Anh Thú Lôn. Không biết cái chữ Bali là gì, nhưng Tuệ Thuận Thứ là nó thuận theo từ đầu tới đó, để nó theo theo thứ tự từ cái Tuệ nhất tới hai, để nó chuyển qua Tuệ chuyển tộc rồi sau đó mới đắc đạo đắc quả. Thuận thứ tức là thuận theo cái những cái gì mà mình đi từ đầu tới đuôi đó, từ tệ thứ nhất cho tới tệ đó, tệ đó như tệ thứ 12 thì vậy, thứ 13 là cốt trụ tệ chuyển tộc, thứ tư là đạo, thứ năm là quả. Có lẽ tệ thuận thứ là tệ thứ 12 đó, tức là nó thuận từ đó đó. Thường thường tại có cái tệ đó thì mấy cái tệ khác nó mới phát sinh được. Tệ tệ thuận thứ khó trụ và nhà nhà nó mắc mắc khá đây lên phá lá là nó nằm ở trong cùng một lộ trình tâm, tức là lộ đạo. Nó thuận theo đó thì khi nào thấy cái tệ đó thì không dừng được nữa, nhưng mà trước đó thì còn có thể bị dừng lại được. Tệ xả hành này thì còn thể bị dừng lại được, còn cái tệ thuận thứ thì không dừng được nữa. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con Nguyên Trang, một lần nữa con kính đảnh lễ quý ngài. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, sa thú con kính tri ân ngài. Ngài đã giảng dạy cho con cái tuệ 12, tuệ thượng thứ lạc. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi về những thắc mắc của mình trong Phật Pháp tuần qua. Con kính mời đạo tràng cùng tham gia, có thể chích chat trên màn hình. Con có thể đọc câu hỏi cho ngài và hay là quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Dạ không biết cô Trần Đạo có câu hỏi không ạ? À? Cô Trần Đạo, cô Meta, Xích Thi Lâm, dạ, Xích Hoa Sa La. Con mời mọi người ạ. Con chưa thấy bất ồ oh, cô Trần Đạo, dạ sa thú cô, con kính gửi mít lại cho cô ạ. Dạ Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Trí Đức, kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, kính chào quý anh chị trong đạo tràng và bạch ngài cho con xin đặt một câu hỏi. Thế nào là thiền tỉnh thức và thiền nhập định? Dạ, con xin thỉnh bằng tay ngài giải đáp cho con câu hỏi này ạ. Dạ, con xin gửi mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Nói về thiền thì thật sự chính thức thì nó có hai loại được chia theo chú giải đàng hoàng. Thứ nhất là Samatha Phawana, thứ hai là Vipassana Phawana. Nhưng mà từ hai chữ đó nên rất nhiều cái sách vở khác, có nhiều cái gì ta có những cái tên riêng của họ, thành ra mình phải ở trong cái hệ của họ mình mới biết nó là cái gì. Thì còn ngoài nói nhiều chuyện lắm ha, tỉnh thức hay là thiền trệ hay thiền quán hay thiền gì thì nó cũng một loại nhau thôi. Nhưng mà thiền nào thì ngoài tỉnh thức ở đây, chứ không thiền nào mà không tỉnh thức sao hành thiền được. Thiền chỉ thì cũng phải tỉnh thức chứ không phải là thiền chỉ là ngủ thức hết á, là lúc đó cái tuệ nó phát sanh, biết rõ cái điều gì mình đang làm, thấy rõ những cái đối tượng mà mình đang theo dõi, cái tướng trạng của nó nếu theo thiền chỉ, và thấy rõ những cái điều kiện của nó theo thiền minh sát, từng cái pháp mà mình quan sát, từng cái pháp mà nó phát sanh. Là tùy theo tên gọi của các chủ trường thiền, thành ra có nhiều gọi đủ thứ đó, rất nhiều. Nhưng mà nếu mà mình bất cứ cái gì, nếu mà thiền minh sát thì mình lấy căn bản là bài kinh tứ niệm xứ, thì có bao nhiêu đối tượng, 72 đối tượng, 72 loại đối tượng tất cả. Ngoài thiền chỉ thì có tổng cộng 40 loại.
Còn đi ngoài mấy cái đó đó thì chỉ là cái phương tiện để đưa tới cái gì đó để theo sự mong muốn của cái gì thiền sư đó mà thôi, chứ không có không có gì đặc biệt cả, không có gì đặc biệt cả. Tại vì những cái mình gọi là samatha bhavana hay vipassana bhavana là gì nào mà rảnh rảnh đọc trong thành tịnh đạo thấy rất là rõ ràng. Ngài Buddha Gosa ngài nói rất rõ ràng, ở trong kinh điển cũng nói rõ ràng. Còn những cái tên sau này là cái gì đó là do kinh nghiệm của thiền sư, họ muốn khác hơn cái chỗ khác. Giống như bây giờ sau này quý vị nghe những loại như niệm hổ si cầm ha, hổ si cầm ha đó, hay là niệm cái gì đó, thì quý vị tốt nhất là mình không có nhiều, không có rành về pháp học thì mình có nên đi theo là trước sau gì chắc thành hành giả họ tôn, thì lúc đó có đối thủ ai cũng không có được. Nam mô Phật Thầy á. Nam mô Bích Thai dạ. Con quên nữa. Dạ con Nguyên Trang, một lần nữa con kính đảnh lễ quý ngài. Dạ kính chào đạo tràng. Dạ con thấy cô Trần Đạo đã xa thú. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ con cảm ơn cô Trần Đạo đã đặt câu hỏi ạ. Dạ con kính mời đạo tràng. Con kính mời đạo tràng ạ, có kính mời đạo tràng tiếp tục đặt câu hỏi. Dạ con thấy bàn tay của cô Metta. Dạ con kính gửi mic lại cho cô ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy dạ. Trước hết con kính lễ ngài Liệu Tông, ngài Tiên Đức cùng chư Tôn Đức Tăng Ni trong đạo tràng. Con kính chào toàn thể đạo tràng và con có một cái câu hỏi như vậy là hôm học Di Diệu Pháp với chú Kinh thì con đã học qua cái phần về tâm quả bất thiện vô nhân. Thì trong đó có bài thứ nhất là nói về nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Thì con cũng đã học qua rồi. Và con có coi trong cuốn Di Diệu Pháp của một vị khác thì con thấy là có nói đến cái phần liên hệ đó là nói về nhãn. Thì có hai, đó là trí nhãn và nhục nhãn. Thì phần này chú Kinh chưa có giảng trong cái đạo tràng của chúng con, cho nên con chưa được hiểu rõ. Vậy xin ngài dạy con về cái nhãn này, nói về trí nhãn và nhục nhãn này. Dạ con xin cảm ơn ngài. Con dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Phật Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự trí nhãn này nó chỉ có hai loại. Thứ nhất là nhục nhãn, tức là nhãn sắc thần kinh xa mắt đó. Nhãn đó là sắc pháp. Còn bốn cái loại còn lại là mình gọi là trí nhãn đó, manh gia chặt khủ gì đó. Thì nó có bốn loại khác nhau đó, có bốn loại khác nhau. Thành ra khi mà mình học tới đó thì tùy theo mình đang học tới phần tâm này, mình học hết phần tâm mình sẽ thấy có cái phần mà nó giải thích về khi mình học tới tâm trở thể quyền đó, mình trở quyền mình truyền với giá chia tất cả đó, thì có thể có nói tới cái đó để cho mình hiểu bốn cái loại bệnh gia chặt khu nó như thế nào, và cái loại mà cái nhãn vật nó như thế nào thì có trong đó có nói hết á. Chờ tới đó thì huynh kinh đi giảng vô gì nghe, bây giờ qua giảng trước tới chừng lúc tôi hay học tới nó mất hay à. Nhưng mà nhãn thì có năm loại tất cả đó, nhưng mà chia làm hai, một là danh thôi, nhãn thuộc về danh mà nhãn thuộc về sắc. Nói tóm tắt vậy để cho quý vị hiểu thôi. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con kính cảm tri ân ngài. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ con Nguyên Trang, một lần nữa con kính đảnh lễ quý ngài, kính chào đạo tràng. Dạ kính chào chú Kinh vừa đến với đạo tràng. Cảm ơn cô Metta đã đặt câu hỏi. Dạ sa thú cô. Dạ con kính mời đạo tràng tiếp tục cùng Thanh Gia đặt câu hỏi ạ.
À, chào Sức Sài Gòn vừa đến với Đạo Tràng. Dạ, kính ngài, trong khi chờ đợi câu hỏi, thì hồi nãy con có nghe cô Trần Đạo nói về thiền ạ. Ở trong cũng như trong vi diệu pháp với ngài, thì trong đó nó có thiền siêu thế và thiền hiệp thế. Thì quên, con nói lộn, trong thiền có tâm siêu thế và và hiệp thế, thì ở trong đó cái hai cái đó nó khác nhau ở chỗ nào ngài? Dạ con kính kính mong ngài giảng dạy cho con được hiểu rõ thêm ạ. Dạ con kính xin xuống mic ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Để trả lời cô hồi nãy cô hỏi cái vô nhãn này, để nói cho quý vị có mấy cái tên này cho quý vị có gặp thì biết. Thứ nhất là nhục nhãn, thứ hai thiền nhãn, thứ ba thệ nhãn, thứ tư Phật nhãn, thứ năm là biến nhãn. Thứ Đức Phật có đủ năm cái loại từ mắt nè. Còn Thảo Âm Phu chúng ta thì nhiều lắm mà chứ hai hoặc ba là nhiều ha. Phải có mắt mắt thịt, nhưng mắt tiêu hóa chặt cụ là mắt gì đó không biết, tệ nhãn bệnh dài chặt cụ thôi, còn cái Phật nhãn với biến nhãn này chỉ có được toàn giác mới có mà thôi, mình có năm loại tất cả. Còn cái cô đang hỏi đó, thường thường thiền hiệp thế tức là thiền chỉ cho cái chín tầng thiền, năm tầng thiền sắc giới và bốn tầng thiền vô sắc, cái đó là thiền hiệp thế. Thế tại thiền đó thuộc loại thiền luân hồi, vẫn còn luân hồi vào đắc thiền, vẫn còn luân hồi. Giống như ông đạo sĩ A Tư Đà đó, đắc cái thiền cao nhất của thiền hiệp thế đó, tức là phi tưởng đó. Ở trên đó đã đợi khi nào mà hết tuổi thọ vẫn rơi xuống cái bịch như thường, chứ không có đi đâu xa. Còn mà thiền siêu thế đó, tức là bốn đạo bốn quả đó, thì cái đó là thiền siêu thế, nó chỉ nằm ở tu trình đó mà thôi. Nhưng mà thiền siêu thế là thường thường có nhiều cách giải thích lắm. Giải thích là cần phải hành thiền trước hoặc sau khi đắc đạo quả là hành thiền cũng có, thì theo cái chỗ mình phải giải thích thì mình được hiểu rõ. Nhưng mà thiền siêu thế là cái loại thiền mà nó vừa là diệt phiền não mà nó vừa làm cho mình an tịnh, bởi vì thiền, cái thiền mà của quý vị mà đắc đạo quả mà gọi là thiền khô đó, thường thường nó chỉ đã nhập thiền quả không có được. Đó là theo chú giải nói đó, muốn nhập thiền quả năng lực của gì đó phải mạnh ghê lắm, chứ không phải là lúc nào cũng nó có năng lực. Còn cái thiền mà thành nó quy từ cái gì các gì đó, thường thường phải hành thêm thiền chỉ, để dựa vào năng lực của thiền chỉ để nhập thiền quả được, còn không thì nhập thiền chỉ chứ không có nhập thiền quả. Còn cái gì mà cái lúc tu đó thì tu mà để có thể nhập thiền diệt được lại khác nữa, chứ không phải là lúc nào mà cũng có ấy thể được hết đó. Thành ra thiền mà đưa tới thiền thế đó mình gọi là Vipassana đó, thì nó có ba loại tất cả. Ba loại tức là thứ nhất là Sankhara Parikkhayana, tức là hành quán minh sát. Cái thứ hai là phá lá sẩm ma bạch thị với sa ná, tức là thiền quán minh sát. Và thứ ba là ni rô thá sẩm ma thị với sa ná, tức là thiền diệt minh sát. Tức là mỗi cái cách nó có cách tu riêng để mới ấy được. Thì cái mà gọi là thiền quán minh sát đó, thì có thể là lợi quán hay là trì quán. Lợi quán là đắc nhanh, mà trì quán là đắc chậm. Hoặc là có nhiều cái danh từ khác đó, đắc chậm là mạnh đá phi nha, hoặc là chứng nhanh là phiệp hạ phi nha. Còn cái thiền diệt đó là cái gì đó phải hành cái vú khá nành tháo vô sa na, tức là song hành minh sát. Thì song hành minh sát đây thường quý vị coi trong các vị nghe các vị khác mà giải thích, hay là nói thường thường ta nói là gì tệ gì đó, định tệ song tu gì đó,
Thì cái đó là nó có lẽ là chúng tôi không có rõ họ đi dùng từ dịch từ cái chữ nào, chứ cái chữ mà cái người nhập thiền về cần hành nó gọi là vú khá nành đá vi bạch sanh à, tức là song hành minh sát, tức là người đó hành đắc sơ thiền xong rồi hành qua thiền minh sát cho thấy đang được cái gì đó rồi mới trở lại đắc hành thiền chỉ đắc lời thứ hai, mà cứ thay đổi nhau vậy đó cho tới khi nào đắc tam quả tứ quả thì mới nhập thiền diệt được, cái đó gọi là song hành minh sát. Còn cái phá lá sơ sama bạch tiểu quý bạch sanh à, tức là thiền quán minh sát đó, tức là cái gì đó phải là chứng nhanh, cái loại chứng nhanh tức là hoặc là lợi quán đó, tức là tịch khà thiên nha hay là kiếp bà thiên nha mắc khá thì cái gì đó mới gặp thiền quả được, chứ còn nếu không là phải dựa vào thiền chỉ để nhập. Đó là theo lời giải thích của chú giải về vấn đề mà cái loại đó ha, chứ cái phân biệt giữa thiền chỉ với thiền minh giác là như vậy, giữa thiền hiệp thế và thiền siêu thế là vậy. Nam mô Phật Thầy giá. Dạ sa thú sa thú. Dạ con kính tri ân ngài đã giảng hay dạy câu hỏi của con ạ. Dạ con con kính mời đạo tràng. Dạ con không biết đạo tràng có câu hỏi không ạ, con kính mời. Dạ dạ kính ngài, trong thời gian chờ câu hỏi, dạ sẵn câu hỏi thiền con xin hỏi tiếp luôn. Dạ ngài, con nghe nhiều khi con có nghe là thiền á mà thiền chánh và thiền tà, thì ngài có thể giải thích cho con nghe, con cho con hiểu được là cũng như là thế nào là thiền tà và thế nào là thiền chánh ạ. Dạ con kính nhân mít cho ngài. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Phật Tha gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, nếu quý vị nào học thắng pháp tập yếu lực mà trong cái phần mà nói về cái tâm chương 7 thì phải, thắng pháp tập yếu lực chương 7 thì phải. Trong chương 7 thì có nói tới cái vấn đề mà chi thiền ha. Nó có 7 loại, 7 tên của chi thiền, tức là vi tất cả, vi chà rá, bi tị, rồi tới sục khả, rồi tới u bê khả, rồi tới gì đó, đồ dại, thô mê nát gì đó, rồi mới tới xả, tức là nó có 7 cái loại như vậy đó. Thì trong 7 loại đó, nếu mà vi tất cả, vi chà rá đó mà nó nằm trong các tâm thiện đó, thì gọi là chánh thiền. Nhưng mà những cái loại đó nó vẫn nằm ở trong các tâm, trong các tâm bất thiện nữa, nên là khi nằm trong nó bất thiện thì mình gọi là tà thiền. Đó. Thành ra cái chữ thiền, chữ cha ná thường có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nhìn hay là quan sát đối tượng, cái thứ hai là dạy thiêu đốt cái chướng ngại của cái pháp mình đang hành. À, thành ra nó có 6-7 chi thiền, cái loại đó hết đều được gọi là cha năng cá hết. À, thì chỉ có đa số là nếu mà nói về thiệt thọ không á thì thì nó gọi là bất thiện, còn hai cái khác là có thể là thiện. Nhưng mà quý tật với cha nào này kem sụm đó, khi mình hành mình giọt vô đó đó thì mình dễ tiêu lắm. Thành ra chi mình nói về chi thiền trong cái chương 7 đó thì nó có 7 loại nè: tầm, tứ, phỉ, nhất tầm, hỷ, u và xả. Hỷ, u và xả. Thành ra cái u này thì nó là bất thiện 100%, nhưng mà cái hỷ này nó vẫn có bất thiện và thiện được, cái xả này nó cũng có bất thiện và thiện được. Cái định này là tức là ekaprata nó vẫn có trên dưới được như thường, thành ra đó là những cái mà mình cần phải chú ý tại sao người ta gọi là chánh thiền hoặc tà thiền là như vậy. Nam mô Phật Thầy giá. Nam mô Phật Thầy giá. Dạ sa thú sa thú. Dạ con kính tri ân ngài nhiều, hôm nay con học hỏi rất là nhiều và những câu hỏi con trả lời những trả lời của ngài . Dạ dạ con xin đọc câu hỏi của Sức Thi Lâm. Kính thưa ngài, trong pháp môn niệm ân đức Phật
Thứ nhất là A-la-hán, có nơi về phá hy vọng luân hồi trong ba giới. Chết rồi con không. Về hy gì? Vọng nói. Có nói về phá hy vọng vọng luận hả? Họ sorry, Xích Thi Lâm cầm mic được không? Nguyên Trang đọc họ mất công đọc bậy lắm. Trong ba giới bốn loài và không bao giờ hành phá hủy vòng luân hồi. Ok rồi, cảm ơn Xích, phá hủy rồi, cảm ơn. Dạ Nguyên, con xin đọc lại ạ. Kính thưa ngài, trong pháp môn niệm ân Đức Phật, thứ nhất là A-la-hán, có nói về phá hủy vòng luân hồi trong ba giới bốn loài và không bao giờ hành điều ác ở ở nơi ở kính đạo, ở nơi kinh nào hả? Xin ngài giải thích cho con hiểu về điều này, kính tri ân ngài kính đáo. Sorry, dạ con xin sám hối với đạo tràng. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi. Dạ sợ cảm ơn Xích Thi Lâm nha. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Trong chính Đức Phật, ấn đức đầu tiên là A-la-hán, tức là ứng cúng. Ứng cúng bởi vì ngài là bậc đã xa lìa, bậc đã phá tan bánh xe luân hồi, bậc xứng đáng và bậc không nơi phước lấp. Có bốn chuyện vậy đó. Thì bậc không nơi phước lấp tức là nghĩa là ngay cả cái nơi phước lấp nhất ngài cũng không có làm những cái điều gì mà đời chê trách cả, bởi vì ngài không còn phiền não, cái chuyện đó bình thường rồi. Bậc không có nơi phước lấp. Còn bậc đã xa lìa là xa lìa những cái mà phạm nhân chúng ta đã hay dính mắc. Cái bởi vì Pali là Araka, Hà Tha, Araha và Raha Phà Quá, là không nên phước lập là Raha Phà Quá, bậc xứng đáng được lễ bái cúng dường, dịch ứng cúng đó là Araha. Còn bậc đã xa lìa tất cả các loại phiền não là bậc đã xa lìa tất cả những cái gì đó. Thì phiền não thường mình kể là, nếu kể là khoảng 1.500 loại khác nhau, thì bậc A-la-hán đã xa lìa hết cái đó rồi. Nhưng mà cái thiền khiên tật đôi khi là không có diệt được, ngoài trừ bậc chánh đẳng chánh giác mới ra khỏi cái thiền khiên tật mà thôi. Thành ra nếu quý vị mà học trong cái những cái bậc A-la-hán trong giáo pháp, có nhiều bậc mở miệng ra là nó bậy là vậy đó, tức là cái tiền thiên thật là vậy đó, nên là nó nói bậy mà nói theo cái danh từ đời chứ, nghĩa là nói những cái câu mà đáng lẽ Phật Thánh không nên nói, hay là những cái bậc mà có những cái sở hạnh, ví dụ ngài Sở Đi Bồ Tát đó, đó ngài theo thế cái tướng đi của ngài là theo tàu gọi là tướng hầu đó, nghe ngài tại 500 kiếp liên tục ngài sanh làm khỉ, thành ra kiếp này ngài đi ngài vậy đó. Mỗi lần đi tới nơi có dũng nước hay gì là ngài coi dò, ngài nhảy qua, mình nói nhảy là nói chơi cho vui, chứ ngài bước dài bước ngắn qua đó, chứ ngài không có giống như bình thường. Thế là tiền hiện tật, thành ra mới có chuyện Bà La Môn, ông nghe nói ngài A-la-hán, thành ra ông muốn dành cho ngài bộ tâm y, mời về nhà đi dân. Thì ông ôm mình bác, ông đi sau, ngài đi trước, tới dũng nước thứ nhất rồi ngài cũng nhảy qua. Thì ông này ông nói thôi rồi, ông này họ chắc đâu phải A-la-hán đâu, ông tầng tướng gì kỳ quá, thôi dân cái y nội với y dài trái thôi, lấy tầng dài lệ lại. Tới cái dũng nước thứ hai ngài cũng đi cái kiểu cũ, cái ông nói thôi cái này đúng là không phải rồi. Cái ông mới nghĩ trong đầu, nói thôi chỉ dân y nội thôi, không dân y dài trái nữa. Nhưng mà tới gần tới nhà có cái thì ngài đi vòng, cái ông quản môn hỏi ủa sao ngài không nhảy qua ngài đi vòng. Thì ngài trả lời là nếu ta đi vòng mà ta mất luôn y nội sao, thì qua lúc quả ngộ quỳ xuống lại quá trời liền. Thành ra
Đó là những cái chuyện mà cho thấy là bậc không đại phước lập trước sau gì vậy. Thì 1500 cái phiền não đã xa lìa phiền não tất cả, xa lìa khoảng 1500 loại phiền não. Đó là bậc đã xa lìa là như vậy. Tất cả những phiền não nào đều có hết đó. Còn bậc đã phá tan, tức là phá tan sẵn khả ra chặt cả, tức là luân hồi đó, gồm có vô minh, lại sanh già đau chết gì đó, 20 mấy tật ý xấu gì này kia là ngài đã phá tan hết chứ không còn gì nữa. Và thứ ba là bậc xứng đáng được lễ bái cúng dường, được chư thiên nhân loại lễ bái cúng dường. Và thứ tư là bậc không nơi phước lấp, bởi vì ngài là bậc đó là bậc trọn lành, đã diệt thân những phiền não liên quan tới thân khẩu ý. Nên thân khẩu ý của ngài hoàn toàn thanh tịnh trước mặt mọi người, hoặc nơi phước lấp ngài không thể làm, nói, tưởng những cái điều gì mà nghĩa là nói theo đời là tội lỗi, trái dầu là nhỏ nhen chút ít đi nữa thì cũng không có, ngài cũng không có làm. Thành ra đó là những cái chuyện mà cái bậc A-la-hán đã diệt, đã bỏ, bắt buộc diệt xa bỏ hết như vậy. Thành ra mới có cái danh từ là bậc không đại phước lấp là vậy. Nam mô Bích Thái vậy. Nam mô Bích Thái vậy. Dạ con Nguyên Trang, lần nữa con kính đảnh lễ quý sư. Dạ kính chào đạo tràng. Dạ con thấy Xích Thi Lâm đã xa thú, kính tri ân ngài. Dạ sau đây con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Sofanichitta. Kính thưa sư, thế nào là tâm sở tuệ và làm thế nào để có được tâm đại thiện hợp trí khi hành những điều tạo phước thiện? Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính nhân mít lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Phật Thầy Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Trong 52 tâm sở, không có tâm sở nào là tâm sở tuệ hết á, chỉ có tâm sở tự quyền thôi. Bali là bệnh nhiên trí giá chê tà si cả, là sở tự quyền. Còn mình ở đời mình nói tâm sở trí tuệ, nói này đó, mình nói ở đời mình nói không có y kinh sách. Là cái tâm sở đó là cái tâm sở nó, nói văn tắc là nó biết cái gì, tức là những, nó biết những cái điều vô minh không biết, mà vô minh thì không biết, thì không biết 8 điều. Thứ nhất là tứ đế, thứ hai là danh sắc thuộc về quá khứ, thứ ba danh sắc thuộc về tương lai, thứ tư danh sắc thuộc về quá khứ tương lai, thứ năm danh sắc thuộc về hiện tại, tức là bà tịch trả sang một bà đá. Tức là nhân khởi đó. Thì khi trí tuệ tới tâm sở tự quyền nó phát sinh lúc nào thì nó thấu rõ những cái điều đó và đưa tới sự giải thoát. Thì muốn cái đó để cho cái tâm sở tự quyền nó được phát sinh, tức là cái tâm đại thiện mình đồng đề trí, thì đối với phạm nhân thì có hai cách. Thứ nhất là tệ văn, thứ hai là tệ tu. Còn cái tệ tư là chỉ có phát sinh ở các bậc tự giác mà thôi, chứ còn bậc toàn giác, cái độc giác đó, tức là bậc tự giác tự chính thôi. Chứ còn mình đó là mình không có cái tệ văn, tệ tư. Nhiều khi mình cứ hiểu là mình học cái câu đó rồi mình suy tư, thế đó là tệ tư. Không phải, thưa quý vị, cái sự suy tư của mình theo cái bài học đó là mình suy tư cái thành quả của người khác. Tức là thí dụ như mình đọc câu kinh Pháp Cú, thì câu kinh Pháp Cú là thành quả của Đức Phật đã dạy cho mình, thì mình dùng cái sự suy nghĩ, suy tư của mình để mình hiểu cho nó rõ ràng cặn kẽ. Cái đó không phải là tệ tư, mà vẫn là tệ văn như thường, bởi vì mình đã lập lại cái đó. Quý vị nào mà không có tin chúng tôi nói cái điều đó thì quý vị có thể vô cái chú giải của bộ Quý Phần Khá, tức là cái bộ đó gọi là bộ Quý Phần Khá, chú giải gọi là Sấm Mô Hạ Quý Nô Thánh Y, nói về nhà ná đó, nói về nhà ná thì có giải thích cái đó rất là rõ ràng. Cái câu kết luận của cái ba cái tệ đó thì về tệ tư đó, chú chỉ nói rất rõ ràng là Bút Thá Đinh Bồ Tí Sạch Tạ Đinh Nề Quá Bồ Tí Sạch Tạ Năng,
tức là phát sinh từ cả hai cái có về hai hạng Bồ Tát tự giác mà thôi, còn mình thì không có tề tư đâu. Đó, thành ra muốn có phát sinh thì mình phải học, học để trí tuệ phát sinh, học xong rồi thì tu để cho cái thể tu nó phát sinh. Tiếng là tề văn thì đưa tới sự hiểu biết về những cái nhân duyên, căn quả, căn cơ, nghiệp báo rồi này kia. Thì khi mình hành cho tới nơi tới mức thì cái tệ tư đó, đó nó phát sinh đó, cái tệ tu đó nó phát sinh, nó làm cho mình có thể đắc đạo quả và ra khỏi luân hồi. Thì chỉ có cách đó thôi, chứ không có khi nào mà ra khỏi lòng mẹ cái cười cười cái là có trí tuệ. Muốn về với ba là mặc với bao nhiêu a tăng kỳ tạo ra chứ không ít. Nam mô Phật Thầy. Dạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con thấy đạo hữu Sofanachitta đã xa thú ngài ạ. Dạ con kính mời đạo tràng. Con kính mời đạo tràng tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi, có thể chết chat trên màn hình hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Hoàng Phương Hoàng. Dạ, dạ, hy vọng con đọc trúng cái nick à. Con không biết là con có đọc trúng đúng không? Hoàng Phượng hay Hoàng Phương? Kính bạch ngài, kính bạch ngài, làm sao chúng con tạo được động lực hay những điều kiện nào để có được sự tinh tấn khi hành thiền ạ? Dạ cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dân mít lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Phật Tha Gia, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự cái động lực mà làm cho đó nó nhiều đấy, nhưng mà đầu tiên nó muốn hành thiền là phải có pháp học. Thì nhờ cái pháp học đó thì nó mới giúp cho mình để có thể làm được cái những cái việc đó, nó sẽ giúp cho mình. Bởi vì nếu mà mình không có mình không có pháp học thì chắc chắn là mình không hiểu thì mình dễ chán nản lắm. Mà khi mình học xong rồi đó, nhất là mình phải gặp một cái vị thiền sư mà nghĩa là có cao thủ chứ thiền sư mà không phải là thiền sư cao thủ thì nó cũng rất là phiền phức cho mình chứ không phải không. Tại vì đôi khi sự giải thích nó không tới nơi, mà khi mà nó không tới nơi rồi đó thì mình rất là khó khăn. Rất là khó khăn. Mà khi mà khó khăn như vậy đó thì mình bắt đầu mình chán nản. Thì thường thường đó muốn cho cái tâm sở đó nó mà nó có năng lực, tới tâm sở cần đó, nó có năng lực đó, thì người ta dựa vào cái sẵn quê tháo quách thụ tám vàng đó, tức là mình quan sát về sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, đi xuống ba giáo phục là khổ, luân hồi là khổ, nghĩa là tìm ra những cái gì để nuôi mạng trong thời gian này là khổ này kia ông chồng đó, thì mình hướng cái tâm về cái đó ha. Mà khi mình có năng lực rồi là quý gia rồng phá quách tụ nó cũng có tám vàng vậy đó, thì nó sẽ đưa nghiệp quả rồi bao nhiêu chuyện. Nhưng mà cái quan trọng nhất là phải do pháp học. Pháp học để mình hiểu cái gì, mình hiểu về phương pháp hành thiền tứ niệm xứ. Mà muốn hành thiền tứ niệm xứ thì nó có ba cái pháp căn bản: Atabi Sambhacano Satima, tức là sự tinh tấn, có niệm và có trí tuệ. Thành ra mình học xong rồi đó, mình cần một cái vị thiền sư mà có khả năng làm cho mình để hiểu được cái căn bản và từ bắt đầu á, thì cái sự tinh tấn của mình nó mới bắt đầu nó có chuyện để nó làm việc. Chứ còn nếu mà mình vô mình ngồi từ sáng tới chiều chỉ có thấy buồn ngủ, chỉ có thấy mỏi cẳng, mỏi lưng, nhức mình, thì cái chắc chắn là cái sự tinh tấn nó có đi nữa thì cũng là tà tinh tấn mà thôi. Thành ra cái quan trọng nhất là pháp học. Pháp học đó mình giới hạn là liên quan tới những cái pháp môn thiền mà mình ấy thôi. Những cái trường thiền mà thứ thiệt đó, chứ không phải trường thiền mà chỉ giới thiệu mà cái thiền của họ đó, trường thiền mà thứ thiệt đó. Là quý vị mà không học
một số căn bản gì về pháp thường thường không có nhận, bởi vì nhận vô đây mình rất là khó hiểu biết và khó bắt được những cái đối tượng mà ông thầy sư cũng biểu mình quan sát. Ví dụ như mình hay nói cái câu rất dễ, đi bước đi, đứng bước đứng, thật sự cái đó không phải là thiền minh sát. Vì đi đứng là chế định, khi cái tâm nào cái tâm mình mà còn có chế định thì cái đó không phải là thiền minh sát. Mà khi mình hành thiền minh sát thì không ai nói, mình cũng không thể diễn giả dài được, ngoài trừ một số cái phương tiện mình để cho cái vị thiền sư đó cho mình thông cảm nhau thôi nha. Mình muốn cho tinh tấn có được là phải có những cái điều kiện như vậy. Nam mô Phật Thầy giá. Nam mô Phật Thầy giá. Dạ con đã thấy đạo hữu sa thú kính tri ân Hoàng Phương. Dạ con con kính mời đạo tràng. Dạ con tiếp tục câu hỏi của đạo hữu Hoàng Phương đó ngài. Con nghe ngài nói là khi mà mình muốn học thiền đó thì mình phải có pháp học, mình phải pháp học trước rồi mình mới đi vô pháp hành. Thì mình trong cái pháp học thì nó có nhiều lắm ngài, mình nếu như vậy mình phải cần học những về cái gì ngài, thí dụ cũng như là tiếng niệm xứ hôm ngày, hay là ngài có thể giảng dạy thêm cho con là mình phải đi vô những cái kinh nào như thế nào như sao sao. Trời ơi, dạ con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi của con ạ. Dạ con cảm ơn chú kinh. Nam mô Phật Thầy giá kính bạch chư tôn và giả kính thưa chư quý vị, trong tăng pháp tập yêu lần đó nó có liệt kê tất cả những cái chi pháp mà liên quan tới hành thiền minh sát đó, nghĩa là nó bắt đầu từ bắt đầu từ tứ niệm xứ cho tới cuối cùng đó, nó có liệt kê hết. Tối thiểu mình phải thông thuộc và thông hiểu những cái chuyện đó, nó có bao nhiêu cái tâm sở rồi biết. Bởi vì những cái tâm sở đó nó quan trọng, nó quan trọng chỗ mà mình biết là hành thiền là biết thế nào. Ví dụ như tâm tự viền đi, khi nó phát sanh đối với ai, phát sanh trong cảnh giới nào, phát sanh với điều kiện gì, phát sanh trong đối tượng nào, nó có rất nhiều chuyện đấy vậy đó. Thành ra bởi vì chúng tôi nói trong này nhiều lần đó, không phải vô đây để học niệm thân hay niệm thọ niệm tam pháp, nói cái đó là nó không có chính xác. Bởi vì thiền tứ niệm xứ đó có thể hành một lần cả bốn đề mục được chứ không phải không, tùy theo cái căn cơ và cái ba mặt của vị đó, thành ra nếu mà mình không học mà mình vô cái trường thiền mà chỉ nói đây chỉ dạy niệm thân không là cái đó nguy hiểm rồi đó. Bởi vì một cái đối tượng nó phát sanh đó, nó có cả đủ bốn cái foundation đó, bốn cái điều kiện đó, mà mình không học là mình cứ cấm động cổ mình làm một thứ thôi đó, rất là nguy hiểm. Phải thêm là một thứ trước sau phiền não nó cũng chen vô. Quý vị nên nhớ Mai Phương là cái anh mà nó gần mình lắm. Mà khi mà nó vô nó kiếm chuyện mình là khi nào mình có cái gì nó mới kiếm chuyện. Chứ còn giống như mình say xưa bè bét tối ngày nó không kiếm chuyện đâu. Nó còn ca tụng mình cho mình chết sớm. Nhưng mà khi mình làm được cái gì hay hay đó là anh vô anh kiếm chuyện. Thì nó nhớ cái cái ngũ quẩn của mình nó giống như là năm con rắn độc vậy đó. Mình trước hết là mình phải hiểu nó trước cái đã, rồi mình hiểu những cái pháp mà nó nằm trong cái ngũ quẩn nè. Nếu mình không hiểu á thì năm con rắn độc trước sau nó cũng cắn thôi. Không phải là nó không cắn đâu ha, nó cắn thôi. Mà khi mà nó cắn như vậy đó thì mình làm sao mình có thể mình hành được cái pháp mà mình đang theo dõi. Đó. Quý vị đừng tưởng cái ngũ quẩn này là ngon mình kiểm soát được nó, đừng có hy vọng. Quý vị có thể đang ngồi nói chuyện với người đẹp Hoàng Vũ hay người đẹp vào thế giới gì đó, nhưng mà chỉ cần hạt bụi rất nhỏ nó vô con mắt quý vị đó, cái người đẹp ngồi trước mặt quý vị không có nghĩa lý gì cả. Nhưng bây giờ quý vị phải lo làm thế nào để lôi cái cục bụi đó ra khỏi con mắt quý vị. Nên những cái điều đó mình phải học để mình biết hết tất cả những cái chuyện đó. Biết để khi nào đụng trường hợp nào làm quan sát trường hợp đó liền. Quý vị học với ông vua đó, ngồi cái tâm sân không dẫn quan sát được 4-5 chuyện như thường. Thứ nhất,
đồ mình nó xài sẽ có tăng, tức là nếu có khả năng quan niệm thọ cho đó. Nhưng mà niệm thọ không được, qua cái thứ hai là bà thì khá sẩm bà vô tăng, mà bà thì khá mà vô tăng là ngay chỗ đó phải niệm niệm thân niệm tâm, bởi vì cái đó tâm nó có cái sân trong đó rồi đó. Mà bây giờ mình không có khả năng mình niệm hai cái đó được đó, hay là cái bao mật mình nó trội hơn đó, thì khi mà đô mà nó sợ tăng là mình vẫn niệm được, là ngủ vững trong niệm pháp được như thường, chứ không phải là nhất định là phải niệm thọ, không phải. Còn bà thì khá giống bà chú tăng đó, mình niệm cái niệm tâm vô đó không được, tâm đang có sân niệm được, thì niệm cái sân đó một trong năm triền cái là niệm pháp vẫn niệm được như thường, vẫn quán xét được như thường, chứ mình đừng có nghĩ là mình phải hành từ từ từ, không có đâu. Nó có cả 4-5 cái chuyện, chỉ cần một điều kiện, một trong những cái mà nó xuất hiện mắt tai mũi lưỡi thân ý, mình đều quán được cả 4 cái phương diện đó. Đó, thành ra quy vào cho nó, nghĩa là theo đa số những cái căn bản của các trường thiền mà dạy thiền minh sát đó, nó phải hết gì pháp trung cấp để mình có thể mình hành cái thiền minh sát nó có hiệu quả. Còn nếu mà không có tới đó rất là nguy hiểm, rất là khó. Bây giờ mình cứ mình bị đánh chừng hoặc là phiền não vô nó thử mình hoài, nó thành ra phải học cái căn bản, chứ phải học mới hành thiền được, còn không học là không hành được. Mà quý vị đi trường thiền nào nói đây chỉ dạy quán thân, đây chỉ dạy quán thọ hay gì đó, là thôi quý vị nên kiếm được thiền khác đi. Từ cái đó là vài tiếng niệm xứ nữa rồi. Nam mô Phật Thầy giá. Sa thú, dạ con kính tri ân Ngài rất là nhiều, Ngài đã giảng dạy câu hỏi của con. Và sau đây con kính mời đạo tràng tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi về những thắc mắc của mình trong tuần qua. Và cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với Ngài, hay là có thể chết chat trên màn hình và con câu hỏi ạ. Dạ con kính mời quý cô chú ạ. Kính cảm ơn Sức Sài Gòn đã post lên để cho Nguyên Trang đọc nha. Cảm ơn nhiều. Dạ con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, trí tuệ trong tâm thánh đạo làm nhiệm vụ diệt đoạn, diệt phiền não, kiết sử trong quá khứ, hiện tại hay vị lai. Bởi vì phiền não ở quá khứ thì đã không còn, phiền não ở tương lai thì chưa có, ở hiện tại thì đang. Và tâm thánh đạo có niết bàn làm đối tượng thì cũng không có phiền não. Kính xin sư giảng giải chỗ này rõ hơn. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mic lại cho Ngài để Ngài có thể giảng giải câu hỏi của đạo hữu Định Tuệ Song Tu ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Phật Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giá Kính Thưa Chư Quý Vị. Theo Vi Bạch Sanh An Thì Bạch Ni tức là những cái sách mà giảng giải về thiền minh sát đó, thì nó mà cái tâm đạo khi nó phát sanh nó diệt quá khứ là ngoại thời, không phải quá khứ, không phải hiện tại, không phải thứ tương lai, ngoại thời. Thì ngoại thời là nó diệt như thế nào, thì trong đó thí dụ cái cây á, có cái cây mình bơm lẫn chút chất độc vô tới lúc nào đó là nó ngủ thôi, cho nó do chất độc mình bơm lúc đầu, bơm lúc giữa hay bơm lúc cuối, không có lúc nào hết. Nhưng mà mỗi ngày nó vô nó thẩm thấu một chút, tương đương với cái mình khi mình hành, bắt đầu mình hành thiền minh sát, những cái tâm đầu tiên gọi là tạc thăng khá bà hãng, tức là pháp đối trị, pháp đối trị. Khi mình tham có tham là tham nó diệt, là đối trị làm cho nó cái tham nó lần lần mất lần lực, cái chừng cái thiền, nghĩa là cái những cái trị thiền mà nó có năng lực thì nó đè cái anh nó xuống lâu hơn đó. Nhưng mà khi tới cái lúc gần lấy lúc đạo sanh thì nó bị bứng rễ trong cái khoảng nào đó thì không có nói được, tại vì lúc đó là nó đã mất lần lần năng lực, mất tầng lần tên tới nó mất luôn. Chứ còn hỏi không phải là mình giống giết giống như nắm đầu rồi mình cắt cổ này là mình bỏ nó vô chảo mình chiên, không phải, mà mình diệt từng lần nó mất năng lực. Ví dụ như bây giờ mỗi ngày mình uống viên thuốc độc kia, hoặc hay uống viên gì uống tới lúc nào đó mình chết, hỏi chết lúc nào thì mình chỉ trả lời chết lúc tắt thở thôi, chứ còn hỏi
hỏi mình diệt như thế lúc nào, nghĩa là gan nó hư lúc nào, rồi thận hư lúc nào, lúc nào nào thận hư hết cái đó mới chết rồi, hỏi là lúc nào ra ngoài trả lời được cả. Nhưng mà từ 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 là vậy, từ chúng tôi giải thích theo chú giải vậy, chúng tôi cũng chưa được diệt được phiền não nữa, cũng không có biết nó là sao. Nằm mô với thai giá Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con thấy đạo hữu định tuệ song tu đã kính tri ân ngài. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Những câu hỏi của đạo tràng sẽ là bài học chung cho đạo tràng ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính đảnh lễ cô tu nữ Thammachari. Dạ, con chưa thấy câu hỏi gì hết. Dạ con xin đọc câu hỏi tiếp của đạo hữu định tuệ song tu. Kính thưa sư, có phải cả hai trí tuệ thiền tuệ Anuloma-nhana thuận thứ trí và Gojaphu-nhana trí chuyển tập đều là tâm đại thiện dục giới, vậy chúng khác nhau chỗ nào? Dạ, kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ, con kính nhân mic lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Phật Thầy gia kinh bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị, hai cái tâm đó đều là tâm đại thiện hợp trí hết á, nhưng mà tệ thần thứ thì đối tượng nó là một trong ba cái tâm tướng đó. Tùy theo cái khả năng chúng sanh nó thấy gì, thấy vô thường khổ não vô ngã. Nhưng mà qua tới cái sát na khó trụ phụ đó, thì cái anh đó anh có niết bàn, niết bàn là niết thập bàn, nó là đối tượng. Hai cái nó khác nhau, khác nhau chỗ nhận tư tưởng tích tắc cho đó rồi. Thành ra chú giải ghi nhận cái gót trụ phụ nhà nó đó, nó giống như là ý môn hướng tâm của cái tâm đạo đó, nghĩa là lôi cái niết bàn vô để cho đạo quả nó nhận luôn á. Bởi vì từ cái nơi mà cái đối tượng này thay chuyển thành đối tượng khác, thì nhất nó phải qua cái ý môn hướng tâm hoặc ngũ môn hướng tâm, thì có trụ phụ làm cái nhiệm vụ đó, giới thiệu cái đối tượng khác vô cho đạo quả. Thì đó là cùng một những đối tượng khác nhau. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con được kính đảnh lễ quý ngài. Dạ, kính chào đạo tràng. Dạ, con thấy đạo hữu định tuệ song tu đã kính tri ân ngài. Dạ, con xin đọc câu hỏi của xích Như Thật. Thưa sư, con đọc trong đại niệm xứ tượng giải của ngài Ba Ốc Bà, trong phần niệm thân nói về niệm quán hơi thở, nói rằng trong sự quán hơi thở có chính sắc pháp, và chính sắc pháp đó là tám sắc bất ly và sắc âm thanh. Con không hiểu tại sao hơi thở có sắc âm thanh. Dạ, con kính nhân mít lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi cho Xích Như Thật. Dạ, cảm ơn Xích Như Thật đã đặt câu hỏi ạ. Con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tôn, hiền gia kính thưa chư quý vị. Cái âm thanh nó phát sinh nó có hai cái duyên, thứ nhất là ủ tụ, thứ hai là tâm. Mấy cái khác này nó có đủ bốn, nhưng mà cái sắc âm thanh này chỉ hai thôi. Thứ hai, phát sinh nó cũng do một trong 75 cái tâm của cái người mà có dục thôi. Tức là người có dục của mình, một trong 75 cái tâm nó có khả năng nó cho, nó làm cho hơi thở ra vô được. Thì tại vì nó có nhân là tâm, thì nó vẫn có khả năng nó có âm thanh. Nhưng mà có âm thanh như thế nào thì chúng tôi hỏi về vậy, thì nó tới lúc mà cái tâm mình nó lắng động thật sự đó, gần như lúc đó mà không thấy hơi thở nó hay là mất gì đó, thì lúc đó mới biết nó âm thanh nó như thế nào. Chứ còn bây giờ mình
chưa tới đó thì nói theo sách vở thì nói nghe được, chứ còn nói cho nó theo cái kiểu pháp hành thì chúng tôi cũng không có làm thế nào giải thích được. Chỉ giải thích cái nhân duyên của âm thanh là nó có hai, tức là tâm và ưu tụ. Nhưng hơi thở phát sanh nó do tâm, thành ra nó phải có liên hệ tới âm thanh được chứ không phải không. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ không, dạ không biết xích Như Thật có còn thắc mắc không ạ? Dạ con cảm, con đã thấy xích Như Thật sa thú kính tri ân ngài. Và sau đây con kính mời đạo tràng tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ, hay là có thể chết chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi. Dạ con xin đọc câu hỏi của Xích Thi Lâm. Kính thưa ngài, trong quyển Phật giáo sử có nói về vua Bình Sa Vương bị con là A Xà Thế giết, và vua A Xà Thế vì con của bị con của mình giết, cứ thế năm đời. Vậy có phải là do oan trái và nghiệp với nhau không ạ? Dạ cảm ơn Sister Thi Lâm đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi ạ. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Phật Thầy gia kinh bạch chư tôn hiền gia kinh thưa chủ gì, cái này chúng tôi không có rõ đến bữa nào chúng tôi ghi tìm, chúng tôi đọc rồi như thế nào mới biết được, chứ còn chúng tôi học thường thường trong mấy chuyện liên quan tới nhà vua A Xà Thế này thì hình như là chỉ có liên quan tới vua Bình Sa Vương thôi, còn vua A Xà Thế bị ai giết thì cái đó chúng tôi không rõ cho lắm. Nữa này chúng tôi coi lại cái đó, chứ hỏi bây giờ trả lời không được tại vì mình không rõ. Nam mô Phật Thầy gia. Nam mô Bụt Thầy gia. Dạ con thấy đầu Xích Thi Lâm đã xa thú ngài. Dạ con kính mời đạo tràng ạ, tiếp tục cùng tham gia. Dạ kính gửi mic lại cho Xích Nguyên Như. Dạ Nguyên Trang xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy gia, Nam mô Thầm Ma gia, Nam mô Sang Kha gia. Dạ con xin kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, con xin kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Dạ bạch ngài, con có một câu hỏi về lý thuyết là trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ đó bạch ngài, con thấy có chỗ Đức Phật nói là quán theo cái danh và sắc, rồi có chỗ thì quán theo ngũ uẩn thủ. Thưa ngài, ngài có thể giải thích cho con là quán ngũ uẩn thủ là quán ra làm sao không ngài? Tại vì thường thường thì mình cứ diệt cứ theo hơi thở, có phải là nó đi sâu hơn không bạch ngài? Dạ con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tôn hiền gia kính thưa chư quý vị, những cái pháp nó liên quan tới cái thiền minh sát đó, đại đa số cái pháp nó là đối tượng của tứ thủ, mình gọi là ngũ uẩn thủ, tức là ngũ uẩn mà đối tượng của tứ thủ đó. Thì những cái đối tượng tứ thủ đó nó vẫn là đối tượng của thiền minh sát được, mà điều mình có khả năng pháp học để mình thấy nó như vậy hay không. Chứ thường thường đó mình dịch, mình hay dịch kiểu là ngũ uẩn thủ, ngũ uẩn thủ, mình không biết nó là cái gì. Ngũ uẩn thủ đây đó là ngũ uẩn là đối tượng của tứ thủ, mình hiểu vậy đó, thấy không? Bây giờ từ ngũ uẩn này nó vẫn là pháp hiệp thế, thành ra cái chuyện mà mình có những cái loại đó là đối tượng trong thiền minh sát là chuyện rất là bình thường thôi, chứ đâu có gì đâu, vẫn rất bình thường, tùy theo cái gì viết họ giải thích như thế nào thôi. Thành ra cái đó là chúng tôi nói nhiều lần cần pháp học để đám hiểu rõ những cái đó, thấy không? Chứ còn mình theo cái những cái danh từ mà người ta dịch cho nó gọn cho hay, ngũ uẩn thủ, ngũ thủ, nhiều khi mình không biết ngũ uẩn thủ là cái gì. Bảy thủ đó tức là nó là tứ thủ, mà tứ thủ nó có đối tượng là ngũ uẩn. Nó chấp vô đó, nó chấp vô cái ngũ uẩn này là ta, là của ta này kiếm sùng đó. Thì mình khi quá hành thiền pháp mình nhận thấy được mấy cái đó là nó tốt hơn là thấy những cái chuyện khác.
mà nó cũng nằm theo là tùy theo cái căn cơ. Khi Đức Phật mà nói những cái điều đó là nói theo cái căn cơ của chúng sanh. Nhiều khi ngày tại sao người gặp có những người ngày biểu quán danh sắc thôi, có những người biểu quán ngũ quẩn, hay có những người biểu quán 12 xứ, tùy theo cái căn cơ, tức là cái bản mật chúng sanh nó tạo theo chiều nào. Giống như ngày Chu Lá Bành Thạc Cài vậy đó. Và cái đưa cái miếng vải trắng biểu ngày niệm ra chăng ra tỷ thì thôi mình niệm hoài vẫn có thể thấy được như được. Chứ còn mình đưa mình niệm chắc tới gì hoặc sao cũng chưa thấy được. Thành là tùy theo căn cơ mỗi người, những cái pháp nó trong thiền tứ niệm xứ đó nó liên quan nhau hết á. Nhưng mà so với một số cái điều kiện thì cái lối giải thích của ngài nó tương đối nó vi tế, so với người khác thì nó tương đối nó thô thiển hơn chút. Là một tài giá hồi kỳ rồi, không biết cái ông Châu gì đó hay là cái vị nào hỏi cái gì liên quan tới kinh Đại Pháp Niết Bàn gì đó, không biết có mặt đây chưa, không biết. Nam mô Phật Thầy ạ. Dạ, Nguyên Như con xin kính tri ân ngài ạ. Dạ, xin nhường ít lại cho Nguyên Trang. Sa thú. Nam mô Phật Thầy giá. Dạ, con kính đảnh lễ với ngài, kính chào đạo tràng. Cảm ơn sức Nguyên Như đã đặt câu hỏi. Dạ, con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Phúc Hạnh ạ. Kính thưa ngài, cho con hỏi thiền Vipassana có phải thiền định? Con xin đọc lại, con xin sám hối. Kính thưa ngài, cho con hỏi thiền Vipassana có phải là Vipassana khác với thiền định những gì ạ? Dạ con kính nhân mít lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Phật Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thật sự ra đó hai cái thiền chỉ với thiền minh sát nó khác nhau về phương diện quan sát đối tượng mà thôi. Đối tượng của thiền với Vipassana thường thường là pháp chân đế. Còn đối tượng thiền chỉ đa số là chế định. Hình là chúng ta học ngoài trong giáo pháp Đức Phật, ta phải hiểu chế định. Thứ nhất có ba loại. Thứ nhất là chế định không có thực tính pháp. Loại thứ hai chế định có thực tính pháp. Và loại thứ ba là chế định có một nửa thực tính pháp mà thôi. Thành ra cái chế định mà thường thường mình hay dùng trong thiền Vipassana đó là chế định có 100% thực tính pháp. Thí dụ như nói là tâm có sân, biết có sân. Cái đó là chế định đó đưa tới thực tính pháp. Mà mình nhận dạng ra cái thực tính pháp đó thì mình mới gọi là thành thiền với Vipassana. Mà khi thần nhận dạng ra thực tính pháp rồi đó, mình rất là khó, không thể nào nói thành lời, không thể giải thích được. Mà chỉ cần nói một số cái chuyện mà cái điều kiện của nó thì ông thiền sư không biết mình thấy cái gì. Bởi vì thường thì thực tính pháp thì không thể diễn giải được. Còn thiền chỉ đó là có 40 đối tượng. 40 đối tượng là tất cả những đối tượng mà liên quan tới hiện thực đều là chế định không có thực tính pháp hết, tức là chế định của thiền đó. Còn 12 đối tượng còn lại đó, tức là 28 đối tượng đắc thiền, 2 đối tượng còn lại đó thì thường thường không đắc thiền nhưng mà có thực tính pháp mà không đắc thiền, tại vì cái cách quán đó là thuộc về thiền chỉ. Thành ra dầu quán thực tính pháp cũng không có đắc thiền được. Hai cái đó nó khác nhau. Còn câu hỏi vừa rồi của thiền hạnh phải không? Thì cái chữ mà thọ với hành á, chữ thọ với hành á, chúng ta coi lại rồi, trong Pali gọi là Ayu Sankhara. Mà chữ Ayu Sankhara đó, mình dịch Ayu là thọ, tức tuổi thọ, mà Sankhara là hành, cái đó là nó không có chính xác. Chữ Ayu Sankhara chữ đó trong tiếng từ điển tiếng Pali tiếng Việt không thấy. Nhưng mà chúng tôi coi cái trong từ điển Pali Anh á, thì nó dịch là length of life, tức là chiều dài của đời sống. Thành ra chúng tôi nghĩ là cái chữ mà Ayu Sankhara đó, tức là dịch là thọ mạng thì nó đúng hơn. Cái chỗ đó phải dịch là thọ mạng, chứ mà dịch là thọ hành thì chú cháu không biết làm sao mà hiểu nếu mà nó
cái chỗ đó, cái đó là không phải xả thọ xả hành gì đó mà là thọ mạng. Thì bây giờ hỏi cái thọ mạng là cái gì, là cái điều mà Đức Phật khi hứa với Ma Dương đó, ta sẽ niết bàn trong vòng 3 tháng nữa. Thì cái thọ mạng, cái chỗ Đức Phật lặp lại với Ngài Ananda đó, xả cái thọ và hành chỗ đó, đó tức là xả thọ mạng này trong vòng 3 tháng nữa, tức là chỉ sống 3 tháng nữa mà thôi. Chứ chỗ đó không phải là thọ hành vậy đó, mà cái chỗ đó là a vú sẵn cả ra, tức là thọ mạng. Nam mô Phật Thầy á. Nam mô Phật Thầy á. Dạ con đã thấy nha, đạo hữu thiện hạnh sa thú kính tri ân ngài. Dạ con xin đọc tiếp câu hỏi của đạo hữu như Xích Như Thật. Thưa sư, hiện tại có quan điểm cho rằng hành thiền, tu tập thiền không ủng hộ người hành thiền vì cho rằng hành thiền là có cái ngã. Vì theo giáo lý Đức Phật dạy, các pháp là vô ngã, như vậy người hành thiền là không có sự hiểu biết về giáo lý vô ngã. Và con kính nhân mít lại cho ngài để ngài giảng giải câu hỏi của Xích Như Thật. Và cảm ơn Xích Như Thật câu hỏi ạ. Và con xin xuống mít ạ. Nam mô Phật Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả. Kính thưa chư quý vị, khi Đức Phật nói là sắp bê thăm mà Anatta, thì chữ Anatta đó là nói để vô hiệu quá cái lời, cái sự hiểu của tà ma ngoại đạo mà thôi. Chứ chữ Atta đó, chữ Atta đó mà mình nói ngã ngã đó, trong từ điển Bali có bốn nghĩa tất cả đó: Chitta, Chitta Kaya Sabhaweja, đó là ba nghĩa chính xác. Còn cái thứ tư là số Paramatta Ni, tức là đại ngã đó, thì cái đó là cái sự hiểu biết của ngoại đạo. Thành ra hỏi bây giờ mình nói là nếu mình nói là hành thiền mà không có ngã, thì dù bây giờ vậy đi, chữ Atta có nghĩa là tâm, ví dụ Atta Samma Panitthi, tức là đặt tâm trong chánh pháp đó. Hoặc là Sabbe Satta Phavantu Sukhitata, tức là cầu mong cho tất cả chúng sanh tâm thường an lạc, tâm của chúng sanh thường an lạc. Như vậy khi mình quán gì, quán tâm là mình quán cái gì? Thành ra mình không dám dịch, cho nó dịch sợ người ta nói mình có ngã có đồ. Chứ thật sự quan tâm tức là một trong bốn nghĩa của chữ Atta, tức là ngã cho đó chứ gì đâu. Nó bởi vì Atta nghĩa là tâm, Atta có nghĩa là thân thể, Atta có nghĩa là thực tính pháp. Thành ra khi mình quán thực tính pháp, mình vẫn là quán Atta, chứ là gọi là quán cái gì vậy? Thành ra mình không hiểu cái đó, là mình cứ mình chấp chỗ này chấp chỗ nọ, mỗi chữ chỗ nó có nghĩa khác nhau. Mình phải học để mình hiểu rõ ràng qua giáo pháp Phật, mà không họ không mình không học cho đúng mức đó, mình nghe người ta nói nhiều khi cái tâm mình nghiêng cho này cho nọ rất là nguy hiểm cho cái pháp hành đó. Ví dụ như bây giờ đó, đa số người đi qua trường thiền của ngài Masi, thấy người ta dạy phòng xẹp cứ mình về mình nói cái đó không phải là thiền, không phải là thiền minh sát, hay cái chỗ khác dạy gì ra ngoài thiền minh sát. Thưa quý vị không có hiểu. Cái đó là cái phương tiện để người ta dẫn mình tới cái thiền tứ niệm xứ. Thế nào là phương tiện? Tôi nói phương tiện, tôi thí dụ về để quý vị hiểu, để sau này đừng có nghe mấy cái đó rồi nó mình phát ngôn bừa bãi không nên. Bây giờ mình muốn hành thiền tứ niệm xứ, giống như mình đi từ trong miền Nam ra tới Sài Gòn hay ra tới Huế đi. Thì tại Sài Gòn nó mới có cái bến xe để có xe đi ra Huế. Rồi bây giờ cái ông mà ông ở Vũng Tàu đó, ông muốn đi ra Huế, ông lên ông hỏi thiền sư con muốn đi Huế, thì ông đó ông phải chỉ đi vô tới Sài Gòn cái đã, tức là Bút Thô, tức là ông niệm Bút Thô, đây có nghĩa là cái phương tiện đi từ Vũng Tàu tới Sài Gòn mà thôi. Đó. Rồi bây giờ cái ông ở Cà Mau, vô thiền sư nói là niệm phòng xẹp đi, mình chưa có gì hết mà mình cũng chê. Nhưng mà phòng xẹp đó là chỉ đi từ Cà Mau tới Sài Gòn mà thôi, để tới bến xe đó mà thôi. Người ở Phú Quốc
Bây giờ muốn đi Huế thì ông cũng chỉ vô Sài Gòn bằng cách thẩm ma rạng bay ba chỗ khác nhau, thẩm ma rạng, thẩm ma gì đó nha. Nhưng mà rất tiếc ba cái vị hành giả này mà chung vô mới tới Sài Gòn chưa có tìm ra bến xe là súng nhau cãi, ông thầy tôi mới trúng, phòng xe mới trúng, không phải ông thầy tôi mới trúng, Bút Thô mới trúng, không phải hai ông trật ông thầy tôi mới trúng, thẩm ma rạng mới trúng, rốt cuộc rồi tiêu tán hết là vậy ha. Cái tôi lo cãi chưa đi tới đâu mà lo cãi. Chứ vô tới đó rồi bắt đầu mình lên cái xe quả rồi, tức là bắt đầu hành thiền tứ niệm xứ, là bắt đầu từ đó rồi mình lên xe mình ngồi để mình đi. Mà bây giờ trong trường hợp là tại sao có chỗ khác dạy khác mà không dạy bắt đầu từ đó là tại sao? Cái người đó Ba La Mật nhiều đang ở Đà Nẵng, vô gặp cái bậc ấy nó tôi muốn đi Huế, thì người đó là cũng dẫn chứng bài kinh đó thường, nhưng mà ông hành tất giác chi đi, bởi vì hành cái đó là tới Huế là tới Bát Thánh Đạo liền. Còn cái ông ở Nha Trang vô rồi hành ngũ quyền ngũ lực đi, nó đâu giống nhau được. Nếu mà ở Sài Gòn thì mới chỉ giống nhau là lên xe lửa chỗ đó được, còn mình ở chỗ khác đâu giống nhau. Thành ra mình chưa hành, mình vô mình chỉ nghe nó phòng xếp cái mình nói, ôi cái đó không phải thật sự là phòng xếp sống ở rằng chỉ là phương tiện để giúp cho cái niệm mình nó có năng lực mà thôi, chứ cái đó chưa phải là thiền minh sát. Nhưng mà không phải là sai, nên nhớ chuyện nó không phải là sai. Khi nào mình đi tới nơi rồi đó, khi mình trình pháp một vài lần mà cái tâm mình đàng hoàng rồi mà họ cũng vẫn kiếm mượn phòng xếp cái thì cái cho đó là sai. Chứ còn họ đổi đối tượng cho mình, phải quán về đưa tới để thấy danh sách, thấy nhân viên có danh sách, thấy cái gì đó, thì cái đó lại là trúng chứ làm sao sai được, thấy không? Thì ở đây cũng vậy, người anh thiền tu tập có người nói là thiền có cái này cái nọ là tại vì chưa hiểu đúng mức giáo pháp. Thành ra mình nên học để hiểu đúng mức giáo pháp. Rồi thiền cái gì thì sư có kinh nghiệm, nếu mình hành động bảo đảm có đi sai đi trật đâu đó. Còn mình vô chưa tới cái bến xe Sài Gòn mà mình đã súng nhau rồi, mình cãi nhau vậy đó, mình mất rất nhiều cái cơ hội cho mình. Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Phật Thầy ạ. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài. Con kính chào đạo tràng. Dạ không biết là Xích Như Thật còn có thắc mắc gì không ạ? Dạ nếu Xích Như Thật còn thắc mắc thì có thể chết chat trên màn hình và Nguyên Trang sẽ đọc tiếp ạ. Dạ con rất là xa thú khi ngài trả lời câu hỏi của Xích Như Thật ạ. Chắc con chưa có thấy tín hiệu. Dạ con kính mời đạo tràng tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ con thấy câu hỏi của đạo hữu Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, trong đoạn kinh này Ba Hy Giá, ông cần phải học tập như sao? Trong cái thấy sẽ chỉ là cái thấy, trong cái nghe sẽ chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri sẽ chỉ là cái thức tri. Chữ thức tri ở đây là ám chỉ loại tâm nào, kính thưa sư? Và cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Và con kính dâng mít lại cho ngài để ngài có thể giảng giải câu hỏi cho đạo hữu Định Tuệ Song Tu ạ. Và con xin xuống mít ạ. Nam mô Phật Thầy Gia kính bạch từ tàu hề gia kính thưa chư vị, trong bài chú giải bài kinh của bài giá đó, cái đoạn này giải thích rất rõ ràng. Giải thức tri hay tưởng tri hay cái gì đó là những cái gì mà thấy cái đối tượng thật sự, thì dù thấy đi thì nó chỉ 4-5 sát na tâm là thấy thật sự là thấy thôi, tức là chặt khu viên nha ná sẩm bịch cho ná sẩm thì ra ná quá tập và ná chỉ có bao nhiêu đó thôi, thì được gọi là thấy rồi, thấy chỗ đó, nghe tưởng thì tưởng gì cũng chỗ đó hết. Chứ khi nó xưa nó xuống động tốc là trật rồi à, nó xuống động tốc là trật rồi đó. Là rất là không có bao nhiêu sát na đúng theo lại, nhưng mà cái người mà cái trí tuệ mà siêu đẳng giống như cỡ ngày Ba Giá mới hiểu được cái đó. Chứ còn mình thôi chịu chết, tại vì cái tâm mình nó 4 cái chốc là nó cả hàng ngàn tỷ sát na rồi. Thành ra cái này mấy cái chữ này nó chỉ ám chỉ cho 4-5 cái sát na tầm đó mà thôi, chứ không có hơn gì đó. Ra thì chú dạy cho thích trẻ thì thấy rất rõ ràng, nó ngắn nhưng nó không có dài. 4-5 Nam mô Phật Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thaya. Dạ con thấy đạo hữu định tuệ song tu đã kính tri ân ngài ạ. Dạ con kính mời đạo tràng tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của Xích Thi Lâm. Kính thưa ngài, xin ngài giảng giải rõ về ngũ song thức, kính tri ân ngài ạ. Dạ con kính nhân mít lại cho ngài để ngài có thể giảng giải câu hỏi. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thaya, kính bạch chư tông hiện giả, kính thưa chư vị. Đọc theo tiếng Bắc nghe nó mới rõ, chứ đọc theo tiếng Nam ngủ song thức tưởng đâu ngủ rồi thức dậy không phải nha. Tiếng song này S chứ không phải X. Ngủ song thức tức là 10 cái tâm. Rồi có 5 cái tâm đó là quả có thiện, 5 cái tâm là quả bất thiện. Tức là chặt khụ thì nhà ná, tức là 2 tâm đó, 1 tâm là quả có bất thiện, tâm là quả có thiện. Sở tại quyền nhà ná cũng vậy, ca ná quyền nhà ná vậy, chiều hạ quyền nhà ná vậy, ca giả quyền nhà ná cũng vậy. Thì 10 cái tâm đó gọi là ngũ song thức. Ngũ song thức là 2, ngũ là 5, 5, 2 là 10, tức là 10 cái tâm đó đó. 10 cái tâm đó mà thường mình học trong cái 18 cái tâm vô nhân là mình thấy nó trước, về trước. Chặt khu, cái UBK, xa cả tăng, chặt khu quyền nhà năng. Cô sẽ lá quý ba căn là tâm ở trên, còn tâm ở dưới là Upekha Sa Ga Tăng Chắc Khu Viên Gia Năng. Cô sẽ lá quý ba căn đó là thì nó có 10 cái tâm, nó ngủ là 5, 5 nhân cho 2 là 10, 10 cái tâm đó là gọi là ngủ song thức. Nam mô Bụt Thaya. Nam mô Bụt Thaya. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, kính chào đạo tràng. Dạ con thấy Xích Thi Lâm đã sa thú kính tri ân ngài. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi, có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay là có thể chết chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Dạ con kính mời. Con chưa thấy câu hỏi gì hết. Dạ kính thưa ngài, trong khi chờ đợi câu hỏi thì con có một cái thắc mắc. Như trong con nghe trong nhiều bài kinh á, thì khi mà Đức Phật giảng, dạ, để con đọc tiếp câu hỏi. Dạ con xin để câu hỏi con qua một bên và con sẽ hỏi sau ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Như Thật. Dạ cảm ơn Xích Sài Gòn. Thưa sư, như vậy nếu căn cứ theo tinh thần vi diệu pháp thì chỉ có các sắc, tâm, tâm sở và niết bàn, như vậy các phương pháp tu thì đều sai. Không biết sư có biết hiện nay có sự giảng dạy vi diệu pháp của bà người Thái Lan. Dạ cảm ơn đạo hữu đã cảm ơn Xích Như Thật đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thaya, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Tại vì cái bà đó là bà người đàn bà đầu tiên học vị thiền sư của Miến Điện. Vị đó là Sayadaw Uwimala. Bà rất giỏi về diệu pháp, bà tên là Nép, tôi gọi là bà A Cha Nép, A Cha tức là thầy đó, bà A Cha Nép, chẳng còn dạy bình thường. Bây giờ nó có hai trung tâm, một trung tâm ở ống nói với cái trung tâm thứ hai ở gần Pattaya, gọi là Wat Bun Kanchanarama, có hai cái châu lớn nhất đó. Thật sự ra theo cái tinh thần vi diệu pháp đó, mình nói tóm tắt là dạy liên quan tới sắc, tới tầm, tâm sở và niết bàn. Nhưng mà niết bàn là pháp vô vi, thành ra mình không có bàn tới. Nhưng mà sắc, tầm, tâm sở nó có cả ngàn chuyện để nói, chứ không phải ít. Thì cái sắc nó là phát sanh, nó phát sanh với điều kiện gì, do bao nhiêu tâm mà cái sắc đó có thể phát sanh được. Thì nó sắc là nó làm việc gì ông chùm.
Nói cái chuyện nếu mình không có học sách đó, quý vị học về pháp với kinh Miranda có nhiều chuyện quý vị cũng sẽ không hiểu. Chúng ta thí dụ không hiểu chỗ nào, thí dụ như sổ tạ kha ná chiêu hả, tại sao là thọ xả mà nguyên mà ca giá thì không phải là thọ xả mà là thọ lạc hay là thọ khổ, thấy không? Nếu quý vị không học sắc đàng hoàng thì quý vị không hiểu cái đó là tại sao nó như vậy đó. Thành ra khi mà học cho tới nơi thì mới thấy cái chỗ đó. Vậy thành ra chỗ đó khi mà cái mình quán cái tâm đang có thọ khổ đó, mình quán cái sắc nào mà cái tâm đang có thọ xả quán cái sắc nào. Nếu mình muốn quán sắc là đối tượng của thiền minh sát. Thành ra nó có rất nhiều chuyện nói chứ không phải là không. Cho Thái Lan mấy điện đồ này kia ai cũng đều phải, nghe là nhất các vị thiền sư đều học chi pháp hết á. Bây giờ không học gì pháp là nhận vô tới một số chuyện trong thiền minh sát là xong ha. Còn nếu không học là đi sâu không được, vỏ bề ngoài mà thôi, chứ đó là sự thật chứ không phải là ấy đâu. Bởi vì quý vị coi đó, thiền minh sát chỉ tiêu là 37 phẩm trời đạo. Quý vị đọc từ cái bài kinh đầu tiên Tứ Niệm Xứ rồi, có bao nhiêu chuyện mà liên quan tới tâm sở sắc ấy nè, thấy không? Có bao nhiêu chuyện, rất là nhiều chuyện chứ không phải là không có. Mà bây giờ mình không học mình hành thiền Tứ Niệm Xứ được là vậy đó. Và cái diệu pháp này đó, một trong chính của phần giáo pháp, thì pháp được gọi là quay gia cà ra ná. Mà quay gia cà ná đó mình thường thường mình dịch theo cái ngôn từ giờ gọi văn phạm đó. Mình đã muốn hiểu được những cái khác thì mình phải biết một số chuyện liên quan đến diệu pháp, mình mới có thể hiểu cái chuyện của tạng kinh như tạng ấy. Ví dụ như tạng kinh mình nói có năm chi là sắc sanh, chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh, có thật ý để giết, ra sức giết và chúng sanh đã chết. Hỏi khi ra sức giết đó, chúng sanh đã chết, giết cái gì nó mới chết? Giết cái gì mà nó không chết? Thành ra tâm cả đế phỏng ca thả quách thụ chứ. Có một vị đó hỏi ngài Ngài Mốc Khanh Li Phật Tịt Xà Thầy Đá đó, hỏi giết A-la-hán là giết cái gì gọi là giết A-la-hán đó. Bởi vì cái danh sắc nó sanh diệt nhanh như vậy làm sao giết được, thì tại sao gọi là giết A-la-hán? Đó là lý do tại sao nếu mình không học duy pháp và những cái chuyện mình không thể giải thích được, hoặc là mình không thể hạ thủ công phu cho pháp hành được là như vậy. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Dạ con, trước con kính đảnh lễ quý sư. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con thấy Xích Như Thật đã sa thú kính trơn ngài. Dạ con xin đọc câu hỏi của Xích Thi Lâm. Kính thưa ngài, xin ngài giải thích rõ về ý nghĩa của hai từ bi tí và xú khá. Cả hai có sự khác nhau và giống nhau như thế nào ạ? Kính tri ân ngài. Kính cảm ơn Xích Thi Lâm đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mít lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi cho Xích Thi Lâm ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Kính bạch chư tôn mẹ, dạ kính thưa chư quý vị, nói sự khác nhau trước như thế nào? Bi tỳ là hành quẩn, nhưng mà xú khá là thọ quẩn. rất là khác nhau, chứ hôm nay nào giống nhau rồi đó, khác nhau. Nhưng mà hai cái trạng thái đó nó tương tự, nhưng mà trong cái tương tự cái nhân để phát sanh bi tỳ nó khác, cái nhân để phát sanh xú khá. Bởi vì cái nhân phát sanh cho bi tỳ là hành quẩn nó khác, mà cái nhân phát sanh cho xú khá là thọ quẩn nó khác. Hai cái đó nó khác rất là xa, chứ nó không có gì đó. Thành ra nhiều khi mình không có phân biệt được đó. Cái tâm có hỷ, mình tưởng đâu nó là thọ hỷ, không phải. Cái đó là hành hỷ, nhưng mà cái tâm nó có sổ manát xả đó mới là thọ hỷ. Dùng nguyên thể mình dịch chữ nó vậy đó, là nhiều khi mình không biết lúc nào là nó là cái gì. Mình cứ dịch giống nhau vậy đó. Chứ thật sự ra đó nó khác nhau rất là xa. Khác nhau rất là xa. Tại vì lý do đó là cái nhân để phát sinh nó khác.
Cái thứ hai đó là cái group mà nó đi nó khác. Cái group đi của BT là nó là hành quyển thôi, một trong năm trụ tâm sở. Còn sự khả nó chỉ một tở mà có chỗ nói là có ba trạng thái, có chỗ nói năm trạng thái, là tùy theo mỗi cái chỗ vậy đó. Thành ra hai cái nó khác nhau rất là xa cho nên không có gần. Nó giống nhau là khi mà hai cái này nó phát sinh thường nó ở cùng một đối tượng, thành ra nó có trạng thái thọ nhận cái đối tượng nó giống nhau. Có giống nhau, thành ra nó mới có thể là bởi vì bị tị thường thường nó đi với sổ má xạ hoặc là sục hạ, chứ nó không có nó không có đi ra về với mấy cái khác được. Nó phải có giống nhau số chuyện thì nó đi chung nhau được, còn không nó đi không ấy. Nhưng mà cái khác nhau rõ ràng, mình nếu mình nói là nó khác nhau rõ ràng, mọi người ở không gặp nhau, nhưng mà đồng sàng và dị mộng ngô bích thà giá. Nam mô Bích Thay nhé. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài. Dạ kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy Xích Thi Lâm Sa Thú, kính con kính tri ơn ngài. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng. Dạ con thấy bàn tay của đạo hữu của Xích như thật. Dạ con xin xuống mít ạ. Kính gửi mít lại cho Xích. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Hạ Giá. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý anh chị, kính đảnh lễ Sư Liệu Tông. Con có thắc mắc về cái bài học hôm thứ Sáu học với thầy giáo Kinh Milanda. Thầy đặt câu hỏi là khi có âm thanh tác động lên thần kinh thân thì tâm gì phát sinh? Thì mọi người trả lời thì thầy nói điều sai. Thầy nói là khi có âm thanh tác động lên thần kinh thân thì lúc đó sẽ có tâm thân thức thọ lạc hay thọ khổ phát sanh. Tại vì lúc đó ví dụ như là mình khi mình đi vô trong một cái đại nhạc hội đi, thì cái âm thanh lớn quá sẽ làm cho mình có cảm giác là mình không thích, mình cái thần kinh thân nó sẽ có cái phản ứng giống như là giật mình. Nhưng mà con thì con trả lời là thần kinh khi mà có âm thanh thì sẽ tác động lên thần kinh nhĩ, chứ không thể nào tác động lên thần kinh thân. Thì thầy giáo nói là sai, nhưng mà con thấy trong cái mệnh đề này nó có hai cái mệnh đề riêng, tức là khi mà âm thanh tác động lên thần kinh thân thì cái mệnh đề này con thấy nó là sai. Thần âm thanh không thể nào tác động lên thần kinh thân mà chỉ tác động lên thần kinh nhĩ, thì nó mới thì lúc đó thì dòng phá văn giá nó sẽ sanh lên cùng thời với cái âm thanh đó, và cái tâm hướng nhĩ môn sẽ hướng về âm thanh, sau đó thì nhĩ thức sẽ sanh lên, rồi tiếp tục là những cái tâm kế tiếp. Nhưng mà thầy giáo nói là thần kinh thân thì con thấy cái này nó không đúng trong bài học. Còn cái mệnh đề thứ hai á, khi mà tâm gì sẽ sanh lên thì cái tâm sanh lên lúc đó sẽ là cái cảm giác khó chịu hoặc dễ chịu khi nghe tiếng động êm ái hoặc tiếng động không êm ái, thì lúc đó là một cái tâm khác, diễn trình khác, không phải là cái diễn trình của tâm nhĩ thức. Và con đại khái là con chỉ hỏi sư cái nào đúng thôi. Dạ cảm ơn sư. Nam mô Phật Thầy Giả Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Thì sắc âm thanh nó phải nghĩa là nó vô nó tiếp xúc với sắc thần kinh nhĩ ha. Nhưng mà quý vị nên nhớ gì nè, cả sáu cái sắc thần kinh đó nó đồng sanh một lượng lúc với nhau đó, chứ nó không có sanh trước sanh sau, nên nhớ vậy nè. Chứ sanh từng chùm nó gọi là mình, nếu mình học sắc mà học về Kalapa đó, tức nhóm đó, nó sinh chung. Thành ra khi một cái âm thanh mà nó vô, mà cái âm thanh nó vô thì đầu tiên là nó đụng vô cái phá quân khác,
trong thời gian đụng vô phá quan khát nó vẫn đụng vô cái sắc thần kinh nhĩ như thường, đụng thần kinh nhĩ, mà khi nó đụng vô phá quan khát và đụng vô sắc thần kinh nhĩ thành ra cái tâm kế đó biết nó, tức là ngộ hướng tâm thấy cái đó nó mới mở ra cho cái lộ trình đó phát sanh. Nhưng cái đó chỉ phát sanh một lộ trình mà thôi, nó nhớ nó tiếp xúc lộ trình mà thôi. Rồi cái lộ trình này kế đó nó gọi là ati tắc kha nát, cái lộ trình đó là phần thần ý ha. Lộ đó nó vừa khi nó vừa thấy hoặc nó phát nhận một cái điểm đó, rồi tới một cái lộ khác nữa là do lộ ý, ý cái lộ 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 nhĩ phát sanh để nó nhận cái điểm thứ hai. Chúng tôi nói thì chậm nhưng mà nhanh lắm, nên chúng tôi nói đi chứ quý, khi nhận cái điểm thứ thì tặc kha ná quy thị, rồi tới xà mu hoặc kha ná quy thị luôn, tức là cái thằng thứ hai nó nhận cái thức âm thanh để nó nhớ, rồi cái thằng thứ ba nó gom góp bao nhiêu mà nó làm một tràng hay bốn một cái chốc là tâm thanh diệt 1000 tỷ sát na, để nó biết cái âm thanh đó là âm thanh gì, là do thằng ý biết chứ không phải là do thằng, không phải là do thằng thằng ngủ biết, quý vị nên nhớ vậy. Thằng ngủ nó chỉ biết từng chấm 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 của cái loại đối tượng đó mà thôi, nó qua một số cái trời cái điều kiện vậy đó, thì thằng ý nó biết cái đó là âm thanh. Mà khi nó biết âm thanh, nó biết cái kiểu nào, hai cái lỗ, hai cái tập hợp lỗ mà phát sanh đó. Thứ nhất là nó gọi là ạch thạch na má quý thị, hoặc là sa mu là hoặc là ạch thạch hoặc là gì đó. Ha. Thì một cái nếu là ạch thạch đó là nó nhận cái đó. Cái thứ hai là nam mắt khá ná quý thị, thứ nhất là thật khá ná quý thị, thứ hai là nam mắt khá ná quý thị. Thì hai cái quý thị nó phát sinh sau một cái chuỗi những cái lộ trình tâm kia để nó nhận dạng. Nếu mà là âm thanh á, thì nó là thật khá ná quý thị nó phát sinh trước. Nhưng mà nếu mà cái lỗ đó là nó phát sinh tiếp theo cái lỗ của mắt á, thì cái đó nó gọi nam mắt khá ná quý thị, bởi vì nó thấy cái hình ảnh trước là nó biết tên liền. Còn cái này nó nghe cái âm thanh trước nó mới biết tên. Hai lỗ nó khác nhau, mà khi nó biết tên như vậy đó thì nó mới ship qua cái khác. Ví dụ như lúc đó là thích hay không thích nó mới phát sanh trong lỗ ý đó, phát sanh thích không thích thì nó thấy cái đó là nó mới ship qua cái khác đó, chứ không phải là nó vô là nó trực tiếp vô cái sắc thần kinh thân được. Nó không vô được sắc thần kinh thân được, mà nó phải qua rất nhiều lỗ khác nhau nó mới đưa tới chuyện đó. Nội mà thí dụ một cái âm thanh mà nó đụng vô cái sáng nghĩa, bốn móng tay nó qua hàng ngàn ngàn tỷ lộ trình tâm rồi, mà hàng ngàn ngàn tỷ lộ trình tâm đó quý vị tưởng là nó lâu à, nó rất là nhanh, mà nó góp gom rất nhiều cái dữ kiện để nó biết cái đó là cái gì, mà nó biết cái dữ kiện đó rồi nó mới đưa tới cái thích hay không thích, giận dỗi này kia, hận quán này kia sùm đó, là sau này là lỗ ý hết chứ không còn là lỗ ngủ nữa. Không còn là lỗ ngủ nữa, lỗ ngủ nữa mà cái lỗ ngủ phải nó không biết vậy đó, còn biết cái đó là âm thanh hay không là cái đó là cái biết của Đức Phật ngày giảng cho ta biết thôi. Vì nhớ vậy đó, thành ra chắc mắt tạm lời thân ý là nó chỉ nhận âm thanh liên quan tới nó thôi, nhưng mà nó nhận tích tắc cho đó là vô lỗ ý liền, vô lỗ ý hết á. Đa số là nó nhận cái vô lỗ ý rồi nó trở lại, rồi trở đi trở lại, nhưng mà nó vẫn vô lỗ ý nó nhiều hơn là biết qua lỗ ý chứ không giờ biết qua được cái lỗ ngủ ra. Nam mô Phật Thầy giá. Nam mô Bức Tha Giá. Dạ không biết là Sức Như Thật còn thắc mắc không ạ? Dạ Nguyên Trang kính mời, nếu mà dạ con đã thấy Sức Như Thật sa thú kính tri ân Ngài. Dạ sau đây con xin đọc câu hỏi của Sức Hạnh Duyên. Bạch Ngài cho con hỏi dùm cho em con. Em ấy mới học thiền, khi thiền con không nhìn thấy gì ngoại trừ ánh sáng bao quanh một vùng tối. Nó cứ
co cụm lại nhỏ dần là thế nào ạ? Dạ con kính nhâm mít lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi ạ. Cảm ơn Xích Nhìn Hạnh Duyên đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Phật Thầy giả kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa quý vị, cái đó phải hỏi ông thiền sư. Ông cho cái đề mục gì, đủ quán cái đề mục gì mà thấy cái đó. Chứ câu hỏi ngàn xương chúng tôi không biết đâu, chúng tôi không có tha tâm tông để biết cái đó. Phải hỏi ông thiền sư, khi mà trình pháp hỏi thầy con thấy vậy đó. Ông thiền sư khi mà chúng tôi xin thưa quý vị để quý vị nào muốn đi thiền thì nhớ chuyện này. Khi mà vô ông thiền sư ông hỏi tới hỏi lui rồi ông cho quý vị đối tượng để ông đoán thôi nha. Đoán cá tánh của quý vị để ông cho đối tượng. Rồi đối tượng quý vị đó quán xét. Có thể một ngày từ ngày hôm sau phải trình pháp đó thì dựa vào cái những cái thông tin liên quan tới cái đối tượng đó là ông biết cái đối tượng này phù hợp với quý vị không phù hợp. Phù hợp thì ông biết tiếp tục, mà không phù hợp là ông cho đối tượng khác đi. Bởi vì cái đối tượng không phù hợp đó thường là đưa tới cái sự tưởng tượng của mình, tưởng tượng thành tưởng voi là thành tưởng gì đó không biết, thấy không? Nó tưởng không người lái đó. Mà khi mà tưởng không người lái là nó ra bao nhiêu chuyện thì cái đó phải hỏi ông thầy sư, chứ còn chúng tôi đâu có cho quý vị đối tượng đâu, chúng tôi biết nó là cái gì, vấn đề là vậy, hỏi ông thầy sư. Còn nếu mà tự hành á bỏ đi, bởi cái đó là nó phát sinh do tưởng chứ không phải là do thiền gì hết á. Thiền là trước hết là thiền là công việc làm của tâm, dùng cái tâm để quán cái đối tượng đó để cho mình thấy những cái điều kiện về cái đó, để cho nó mới phát sinh những cái gì mà mình cần biết về sau. Chứ thiền không phải là chưa gì hết là thấy này thấy cái nọ thì chúng tôi không có đủ tiêu chuẩn để mà giải thích cái đó, phải biết nó như thế nào được. Hỏi ông thiền sư đi. Nam mô Bích Thầy. Nam mô Bích Thầy. Dạ con Nguyên Trang. Dạ một lần nữa con kính đảnh lễ quý ngài. Dạ kính chào đạo trang. Dạ bây giờ con thấy cái đồng hồ của con thì chỉ còn nửa tiếng nữa thôi, nên con kính mời quý cô chú có thể tham gia tiếp tục đặt câu hỏi, có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay là chat chat trên màn hình và con sẽ đọc ạ. Và con kính mời quý cô chú cùng tham gia. Và trong khi mà chờ đợi câu hỏi, và kính ngài, con có một thắc mắc. Nãy giờ thì con nghe là ở trong đây cũng hỏi về thiền nhiều đó ngài, thì nếu mà mình không có học thiền thì mình có đắc đạo không ngài? Tại vì nhiều khi con cũng nghe trong những bài kinh đó, có nhiều vị là nghe qua một câu giảng của Đức Phật thì vị đó sẽ đắc đạo, nên con có một cái thắc mắc như vậy. Và con kính nhân mít lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy cho con được hiểu rõ hơn ạ. Và con xin xuống mít ạ. Nam mô Phật Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Chúng tôi nói nhiều lần mà quý vị không để ý. Chúng tôi nói thiền là công việc làm của tâm, không phải ngồi xếp bằng hay là đứng hay là đi đứng gì hết á. Hay là mình bất cứ cái lúc nào đi nữa mà cái tâm mình nó có đúng cái đối tượng mà phù hợp với cá tánh của mình đó, thì nó phát sinh những cái hậu quả bất khả tư nghị của nó. Tôi gọi là thiền. Thiền là công việc làm của tâm, quý vị nhớ chuyện đó. Chứ không phải là công việc làm của thân, không phải ngồi là ấy. Ngồi đi đứng nằm ngồi là phương tiện để cái tâm nó có đủ cái sự thoải mái để nó làm cái công việc của nó mà thôi. Mà công việc của nó nếu mà một trong 40 đề nó đang quán sát hay là đang nhìn vào một trong 40 đề mục của thiền chỉ thì gọi cái đó là thiền chủ chỉ. Còn nếu mà nó quán sát một trong 72 đề mục của thiền tứ niệm xứ để thấy danh sắc thì cái đó gọi là thiền minh sát. Thành ra không có cần gì phải thấy đó, nghe một câu mà rồi cái tâm mình nó vẫn có thể theo được để nó thấy những cái gì đó thì cái đó gọi là thiền, chứ không cần phải đi đứng nằm ngồi gì cả ha. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó quý vị để ý, cái người nghe dễ đắc đạo quả hơn là cái người nói. Và trong kinh điển cũng chưa thấy người nào đang thuyết pháp mà đắc đạo quả, không có đâu. Chỉ có người nghe mà đắc thôi. Tại sao? Tại vì người đang thuyết là họ dùng chế định, dầu rằng chế định đó có thực tính pháp, nhị dẫn là chế định pháp.
để giải thích cho quý vị hiểu nghe những cái điều mà Đức Phật dạy, tức là gì, giáo pháp của Đức Phật. Còn cái người nghe đó dựa vào đó vẫn có thể thấy được thực tính pháp như thường. Mà khi thực tính pháp phát sinh lúc nào là có khả năng đắc đạo quả lúc đó. Thành ra cái người thuyết pháp không có lợi ích nhiều bằng cái người nghe pháp. Nhưng mà nghe pháp mà phải có đầy đủ căn bản pháp học pháp hành kìa. Chứ còn không mà nói tôi nghe đó, nghe quả có thấy đâu. Bởi vì nghe cái kiểu mà tôi nhấp nháp mà chẳng biết gì đâu, thấy gì không thấy. Thấy ngày Sở Lục Tạ ngồi, ngày ngồi nghe, ngày kia nói ngồi thôi. Hay là ngày Ba Giá vậy, nghe một câu vậy ngồi xuống là tích tắc là đắt rồi. Đó, cái người nghe. Và cái quan trọng nhất là ở người nghe chứ không phải mà nghe đó là phải có cái điều kiện đó thì nghe nó sẽ đắc đạo quả nhanh lắm. Còn cái người thuyết thì từ xưa chưa thấy người nào thuyết mà ấy đó, bởi vì mình học mà mình không hành đó, mình chỉ thuyết không, giống như là thời Đức Phật có cái gì gọi là Bồ Tí La Phí Cụ đó, ngày trưởng lão đó đi tới đâu gặp Đức Phật là Đức Phật chửi Mô Khá Bồ Lý Xã đó, tức là người là trống rỗng đó. À, tại sao? Tại vì học xong rồi cái đi thuyết giữa giờ chết định pháp mà thuyết học trò nó nghe nó đắc không biết bao nhiêu mà mình nó cô không có đắc, nó bị Đức Phật chửi vậy. Cái ông tức quá, ông ấy đi tìm tới mấy ông học trò để ông xin học tiền, ông nào cũng chê cũng không dám, nó nói thầy con đâu dám đi, rốt cuộc tới gặp vị sư gì A Lán đó, vị sư gì mới nói biểu này nọ để cho cái tâm ông nó bơ quần bình trở lại, cái mới hỏi một câu thôi. Ông muốn bắt cái con chuột mà trong cái hầm mà có 5 cái cửa, ông làm sao? Ông nghe vậy là ông đắc liền. Là ông nhìn thấy thực tính pháp trong đó là ông đắc liền. Thì mình vậy ráng học nhiều đi. Mai mốt gặp ông nào ông cười ông nói câu gì cái mình đắc trước ông chừng. Ha? Thành ra nhiều khi ngồi thiết kìa nó vẫn lộ vốn hơn người ngồi nghe. Nam Mô Bích Thầy giá. Sa thú, dạ con kính tri ân Ngài rất là nhiều. Ngài đã giảng dạy câu hỏi cho con nè. À, dạ con kính mời đạo tràng dạ con kính mời đạo tràng đặt câu hỏi. Cảm ơn Sức Thi Lâm. Kính thưa Ngài, trong những lần đầu con ngồi thiền và chú tâm vào hơi thở ra vào, nhưng đến một lát con như giật mình thì con cảm thấy mình không còn ghi nhận nữa mà cảm giác con đã ngủ lúc thiền. Vậy có phải con đã rơi vào trạng thái hôn trầm không ạ? Dạ con kính dâng bích lại cho Ngài để Ngài có thể giảng dạy câu hỏi của Sích Thi Lâm ạ. Cảm ơn Sích đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống bích ạ. Nam Mô Bồ Tát Giá Kinh Bạch Chư Tông Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, đã nói trước rồi, đối tượng đó là phải phù hợp với cá tánh của mình. Không phù hợp thì chắc chắn phải ngủ rồi. Không có làm gì khác hết á, vậy nó chán nên ngồi ngủ. Đừng nói mình đừng nói cho anh thiền ha. Ngồi coi phim đó, nhưng mà cái đoạn nào không thích vẫn ngủ như thường. Chứ đừng nói gì thiền là nó chán nhất rồi. Đừng lo chuyện đó, mình phải lựa cái nào mà mình nghĩa là nó phù hợp đó, thì cái tâm mình nó mới có đủ cái năng lực để mình theo dõi lâu đài dài được thì mới tính. Còn nếu không là dễ lắm. Thí dụ như bây giờ đó, thật sự đó bắt quý vị ra tụng cái phẩm đầu tiên là quý vị ngủ liền à. Thành người nào mất ngủ cái sách 7 bộ di pháp ra tụng là ngủ liền à. Bởi vì mình không hiểu gì hết là một. Thứ hai, mình cũng không có căn bản gì cái tụng. Và bà đầu tiên của Thâm Ma Sẵn Lê mà tụng ban đầu thì Cụ Sẽ La Thâm Ma, sao Cụ Sẽ La Thành Ma, à Cụ Sẽ La cũng Thành Ma là ngủ nào mày. Thành ra quý vị đừng, chúng tôi nói rồi, thứ nhất là phải có thầy, cái thứ hai là phải lựa cho đúng cái. Quý vị nên nhớ hơi thở không phải là chuyện dễ làm. Trong bài kinh về nhập xứ tức niệm nó có 16 đoạn. Và trong thanh tịnh đạo có một điều và liên quan tới thiền chỉ, liên quan đến hơi thở mà thôi. Thành ra hơi thở nó phù hợp rất là nhiều người có thể hành thiền chỉ được, mà có thể hành thiền minh sát được, mà không phải hành thiền minh sát quán thân không mà quán tâm quán thọ gì đều được hết á. Thành ra mình phải biết mình ở chỗ nào thì mình dùng cái đề mục đó mình mới không bị hôn trầm. Còn nếu mình không biết
mình bảo đảm hơi thở là cái chuyện rất là dễ đưa mình về cái vòng lại tiền cảnh lúc nào không hay. Cái chuyện giật mình là tại lúa té xuống cái bịch rồi ha, là phải coi chừng, cái đó là không phù hợp với cá tính của mình. Đừng nghĩ thứ hai là không có thầy đừng có tiền ha, tiền chúng tôi sợ nhất, không có thầy mà tiền không từng mấu thành hành giả họ tôn đâu, không ai biết đường đâu mà mình đỡ dùng. Nam mô Bụt Thầy á. Ở đây chúng tôi hay nói hành giả họ tôn, hành giả họ tôn có quý vị không hiểu. Cái ông đó là ông nhận được nhiều chuyện hay lắm mà điều ông cũng giống như mình, ông tu nháp không, thành ra ông không có biết. Cái thứ nhất, khi ông vô, ông vô ông gặp ông thầy, nói trời, cho cái vị vừa hỏi đỡ buồn ngủ. Khi vô gặp ông thầy cũng đưa cái ông nhổ làm gì. Không cho đổ lên, không cho đổ xuống, thầy thì ông lấy ông uống. Nhỏ đó thì cái điều đó chứng tỏ rằng đi bên phải không đúng, đi bên trái không đúng, bên trên không đúng, bên dưới thôi, đi giữa là chỉ đường trung đạo mà ông không có chịu, ông không hiểu, ông không có học. Thì ông không đắc 72 pháp thần thông. 72 pháp thần thông là gì? Tâm tính 1, tâm sở tính 52, sắc cộng 18 là đúng, niết bàn là 1, là 72 pháp thần thông là vậy đó. Và hai pháp thông là nó nghiền nát mà nó đảo ngay đó, là 72 pháp đó. Bởi vì là cái chân hai là có phải không, phải 72 pháp thông thông là 72 thực tinh pháp không, lật ra thấy liền à. Nó mà tại cái trí tuệ của ông đó cỡ trí tuệ mình là mình chết là phải chết theo trả là phải là vậy đó. Nó phải ráng học chút chút đi quý vị. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con xin sám hối, con đụng cái nút cái nó đưa con đi ra ngoài luôn. Dạ con dạ sau đây con kính mời đạo tràng tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, trong đoạn kinh chính trong cái thân thể dài một tầm, có tưởng, có ý này, ta tuyên bố thế giới, nguyên nhân của thế giới, sự đoạn diệt thế giới và con đường đưa đến sự đoạn diệt của thế giới. Có phải thế giới ám chỉ khổ đế, nguyên nhân của thế giới ám chỉ tập đế, sự đoạn diệt của giới, sự đoạn diệt thế giới ám chỉ diệt đế, con đường đưa đến sự đoạn diệt của thế giới là ám chỉ đạo đế, phải vậy không kính sư? Kính sư sư, kính xin sư giảng rõ chỗ này. Dạ con kính dâng mít lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi cho đạo hữu Định Tuệ Song Tu. Dạ cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ, kính bạch chư tôn hiền dạ, kính thưa chư quý vị, chư thế giới ở đây đó là có hai cách dịch. Dịch cách thứ nhất là dịch theo quả, cách thứ hai là dịch theo nhân. Dịch theo quả đó là hình thành từ sự hoại diệt gọi là thế giới, và dịch theo nhân đó là các pháp hình thành đều bị hoại diệt. Thành ra chữ thế giới đây nó có ba loại thôi. Thứ nhất là khảnh thá lô cả, thế giới chỉ cho chúng sanh tức ngũ uẩn. Cái thứ hai là ô sa cả lô cả, tức là thế giới chỉ cho cái khoảng không gian ở ngoài đó. Cái thứ ba là sạch tà quá lô cả, tức là ám chỉ cho cái nơi ở của chúng sanh, tức là và mấy cảnh giới trong cái thế giới này đó. Thành ra chữ thế giới ở đây đó có lẽ là ngũ uẩn thì đúng hơn. Thì trong ngũ uẩn này mình có thể mình tìm thấy cái khổ, tìm thấy tới cái sự đoạn diệt của khổ, mà tìm thấy cái con đường dẫn tới sự chấm dứt là đó. Tại sao mình tìm thấy được? Bởi vì trong cái thế giới này đó, khổ đế là gồm có danh sắc, tức là ngũ uẩn, trừ tham, tham là tập đế. Mà cũng trong cái danh sắc này đó, cái phần danh mà thuộc về hành uẩn này nó có tám cái chi đó,
đó. Mà tám chỉ đã dẫn tới cái nơi mà diệt, tức là chấm dứt cái ngũ uẩn này. Là trên thế giới đây có nghĩa là ngũ uẩn, chứ không phải là chỉ cho bốn cái ha, bốn ấy đó. Thì dựa vào cái ngũ uẩn này để mình thấy ra được những bao nhiêu cái chuyện mà mình cần phải thấy để đi ra khỏi cái ngũ uẩn này luôn. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu định tuệ song tu, kính tri ân ngài. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi, thì mình chỉ còn có 15 phút nữa thôi. Dạ 15 phút cuối cùng, dạ chỉ còn vài câu hỏi nữa, nên con kính mời đạo tràng có thể đưa những câu hỏi của mình lên và con sẽ đọc cho ngài, hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Dạ con xin đọc tiếp câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, trong đoạn kinh ở đâu có định, ở đó có tuệ, ở đâu có tuệ, ở đó có định. Chữ định ở đây là ám chỉ các tầng thiền định hay là sát na định trên tam tướng? Dạ, con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi. Và cảm ơn đạo hữu Định Tuệ đã Định Tuệ Song Tu đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ kính bạch chư tôn hay giả, kính thưa chư quý vị, ở đâu có định, nó có tệ định, ở đây chỉ chánh định mà thôi, chứ còn nếu mà tà định thì không có đâu. Định nó có nhiều nghĩa ở đây lắm, mà định đây và tệ đây là tôi còn hiểu phải tệ loại nào nữa chứ không phải không. Bởi vì cái tệ trong thiền chỉ thì nó không đưa ra khỏi luân hồi, mà tệ trong thiền minh sát mới có thể đưa ra khỏi luân hồi được. Thành ra chữ định ở đây là tùy theo cái chữ tuệ, và tuệ ở đâu. Tuệ trong thiền minh sáng nó khác, còn tuệ trong thiền chỉ nó khác. Thành ra chúng tôi không biết cái bài kinh này dẫn từ đâu, thì chúng tôi coi chú giải rồi họ giải thích cái đó như thế nào thì mới nói được chính xác hơn. Nam mô Phật Thầy. Dạ Nam mô Phật Thầy. Dạ dạ con kính đảnh lễ quý ngài, kính chào đạo tràng. Dạ con thấy đạo hữu Định Tuệ đã kính tri ân ngài. Dạ con kính mời đạo tràng ạ. Con kính mời đạo tràng có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ, hay là có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi cho ngài ạ. Dạ kính thưa ngài, trong khi chờ đợi câu hỏi, con có ngài có thể, tại vì con nghe là cũng như là có nhiều người thì mình nghe nói là có tâm từ, thế nào là tâm từ ngài, mình phải tu tập như thế nào để mình phát triển được cái tâm từ của mình. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy cho con để về cái mình học hỏi về tâm từ ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Phật Thầy. Dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự tâm từ là một trong bốn cái chi mà để đưa con người ta hành đúng mức thì sẽ đi tới cái gì, tới đắc thiền. Thành ra quý vị là nhớ nó có đối tượng của nó, mình mới có thể mình hành được để đúng mức. Chứ còn nếu mà nó không có đối tượng thì không bao giờ mình hành để cái tâm từ nó phát sinh cả. Thường thường mình cái đọc theo trong kinh mình nó rải tâm từ chứ không biết lấy gì rải. Bởi vì khi mà cái tâm từ nó là một trong bốn vô lượng tâm đó, nó phải có những cái điều kiện của nó chứ không phải không. Nó có điều kiện đối với chúng sanh đó. Bởi vì tại sao mà tứ vô lượng tâm nó có bốn, là tại vì có bốn cái loại chúng sanh khác nhau. Cái chúng sanh nào cần tâm từ khác, mà chúng sanh nào không có
không có cần tâm từ là nói đó. Nghĩa là mình phải có cái lòng nhân ái đó, chúng sẽ lợi với điều kiện nào đó. Cái chữ metta là macchati siniyati ti metta, sở hữu vô sân đối với đối tượng là chúng sanh mà hành giả có tình thương, thì đối với cái đó thì mình mới có thể mình hành để cho tâm từ nó có năng lực. Còn nếu mình không có có gặp cái loại hạng chúng sanh đó đó thì chắc chắn là cái mình hành cách mấy thì nó cũng không có ấy rồi đó. Nhớ tâm xã vô sân, khi nào mà nó có chúng sanh mà cần có cái tình thương của mình đối với họ đó thì cái tâm sở vô thân mới đó mới gọi là tâm tư, mới gọi là metta. Chứ còn mà cái tâm sở vô sân mà nó có đối tượng khác thì không thể gọi tâm tư hay metta được. Mà cái người mà được gọi mà có cho tâm tư tứ thiệt đó thì phải hành cho tới cái mức mà qua khỏi cái giới hạn của cái sự thương ghét đó, qua khỏi giới hạn đó gọi là sĩ má sẩm phê thá thì mới được gọi là tâm từ. Còn bình thường của mình nó phải nói chứ mình nói nó từ từ chơi chơi vui với mình, không có tâm từ đâu. Bởi nhiều khi mình tâm từ chi pháp thì vô sân, nhưng nhiều khi mình sân còn nhanh hơn là vô sân nên sao mình gọi có tâm từ được. Thành ra muốn có tâm từ thì quý vị nên tập. Hồi xưa đó thì hồi chúng tôi ở Trường Thiền ở trong rừng á, thì cái thiền sư đó ông dạy chúng tôi cách mà hành tâm từ, nó không giống như ai đó, không giống như trong sách. Bởi vì mình không có kinh nghiệm thì ông cứ dạy thì mình cái mà cái tâm từ nó phải có ấy, thứ nhất là rải cho mình, thứ hai là rải cho cái người thân, cái thứ ba là rải cho người dân, thứ tư là rải cho kẻ thù. Đó. Phải thể làm từ từ chứ không phải là muốn làm sao làm. Thì ông thầy sư đó ông dạy khi mà ông dạy chúng tôi đó, nó mà lấy cái kinh nghiệm của chính mình đó thì mình hành cái đó thì nó mau có kết quả hơn mà là mình không có cái kinh nghiệm đó. Thì thường thường ở trong ngày mình có chuyện gì đó, tối mình ngồi cái mình dùng cái từ tâm của mình rải cho mình trước, là nguyện cho chúng tôi đừng có đau khổ vậy, ví dụ sân hận hay là tụi đi trị bệnh đập gai đau đớn vậy, là nguyện cho chúng tôi đừng có sự. Mình cứ nguyện mình nói năm ba điều rồi cái mình nghĩ tới cái người mà thân của mình, mà người thân phải người cùng phái mới được chứ người khác phái không được, hoặc là người còn sống với người chết cũng không được. Người cùng phái, ví dụ nam thì rải cho nam, nữ rải cho nữ, ví dụ mình người ông sư thì rải cho ông sư bạn mình, nguyện cho ông sư bạn cho tôi đó, ông đó tên đó là đừng có trạng thái đau khổ như chúng tôi có ngày hôm nay. Thì mình cứ lặp đi lặp lại nhiều lần là mình mới tới người dân. Mà người dân đây là có thể là những thú vật mà nuôi trong chùa cũng trong nhà cũng được, chứ không cần phải riết là phải là người. Thì nguyện cho chúng sanh đó cũng đừng có sự đau khổ giống như chúng tôi đang có trong lúc hiện tại đây. Thì cái niệm lặp đi lặp lại tới khi nào mình nghĩ tới anh cha nó mới chửi mình qua, nguyện cho nó đừng có đau khổ, mà nó không được phải nguyện cho nó chết luôn á. Thì cái lúc đó là phía cái tâm tư mình còn dỗm lắm, là tới đó ngừng liền đừng có tiếp tục, phải tiếp tục là nó sân dữ lắm. Rồi rải và đã rồi tới chừng một lúc mà lâu lâu mình thử rồi. Mình vừa mới nghĩ tới người thì có cái cô nào đó nó vô cái hay là cái gì đó mà mình không thích đó, nguyện cho tất cả chúng sanh ngoại trừ con bồ của chồng tôi được ăn vui đó, thì cái đó cũng chưa có tâm từ. Thì nên nhớ vậy đó, không có trừ ai đó. Rồi sao mình một cái niệm cho tất cả người vậy đó, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cho tới khi nào mình nghĩ tới kẻ thù của mình đó mà mình vẫn ăn vui, mình vẫn muốn cho nó được ăn vui vậy đó, thì cái người đó có mới có tâm từ. Mà trong thành tình đạo cũng thí dụ rất là rõ ràng, trong phòng có bốn người, mình người mình thương thì mình không thương không ghét, và cái kẻ thù của mình thì có anh cướp anh vô, anh chỉ mà mình nói là một ông nói làm sao một trong mấy người này hay là ông vậy đó chịu chết, còn tôi thà mấy người kia. Thì nếu mà mình nghĩ rằng mình hy sinh để giúp mấy người kia đó, thành tình đạo vẫn gọi là người đó chưa có tâm từ, cứ gây gốm như là chứ không phải không đâu, chưa có tâm từ. Trừ khi mình nghĩ đi nghĩ lại hoài mình nói tôi
chọn không ai đó, bởi vì tôi thấy ai cũng đáng thương, tôi thương thân tôi như thế nào, những người này tôi cũng thương họ giống như thân tôi vậy đó, thì cái người đó mới gọi là người có tâm tư. À, thành ra khi nào quý vị mà có khả năng á, mà như vậy đó mới gọi có tâm tư, còn không mà quý vị nguyện mà trừ cái người nào đó đó, trừ cô vợ nhỏ của chồng tôi hay là gì đó ông xùm đó là không được, chưa có tâm tư, bây giờ mình vẫn còn cái sự phân chia trong cái những cái chuyện đó, thành là chưa gọi có tâm tư được. Nó là lý do là quý vị cũng tập, là tập từ hôm nay là vậy đó. Hiện tại tối quý vị ngồi bỏ ra như 5 phút thôi, nhưng trong ngày mình đi kho lại có cái nào đau khổ hay buồn bã gì đó, thì mình nguyện cái sự buồn bã này xin đừng trở lại với tôi chẳng hạn, xin đừng có với tôi, và nguyện cho cái sự buồn bã này cũng đừng có tới bạn tôi là người ai là ai đó, thì vậy đó. Niệm gần người gần trước qua lại là cho tới khi nào mà nó có năng lực rồi mình mới tới người dân, rồi tới người dân lâu lâu mình thử là được không, nếu mà thử cái thù mình được là biết mình thử thiệt, còn nếu mà thử chưa được là biết mình thử cái thiệt mà thiệt dỗm. Thành là cái tập như vậy đi, tập chừng nào có kết quả biết liền. Thành là còn nếu mà tập chưa được á thì sorry. Rồi còn mấy phút nữa chúng tôi đi trị bệnh, mấy phút để chuẩn bị, hôm nay ngoài này mưa lạnh. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, tất cả phước báo nào phát sanh do sự hợp tội trong ngày hôm nay xin hãy là mối duyên lành, để từ tất cả chư tôn hiền giả cùng các sinh nam và sinh nữ trong đạo tràng này có được cơ hội để chấm dứt ác pháp ngụ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sáng Khai Giá, Nam mô Rất Tà Nà Tà Giá Sa. Sa thú, sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân Ngài rất là nhiều. Ngài đã bỏ thời gian quý báu của mình để vô trong đạo tràng và cho chúng con những lời dạy và hiểu biết thêm Phật Pháp ạ. Dạ con kính tri ân Ngài rất là nhiều và chúng con xin cầu chúc Ngài luôn luôn được mạnh khỏe, thân tâm an lạc. Dạ. Sau đây con không biết Ngài Trí Đức có trước máy không ạ? Dạ con kính dâng mic lại cho Ngài. À, con không biết là... Dạ sau đây thôi con xin... Dạ con xin hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Dạ con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp. Akatha cha phum matha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakhan tu sa sanang akasaktha cha phum matha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakhan tu rakthake Akasaktha cha phummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tunyatayo Akasaktha cha phummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tubanino Akasaktha tha cha phum mát tha đề hoa na ma hít thi ca buôn nhang no anu mô đăn tu chi răng rắc khăn tu no sa đa. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để khỏi những điều ô nhiễm ngụ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên,
trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện dạy canh nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Và sau đây một lần nữa, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Liễu Tông, kính tri ân ngài, ngài đã đến và cho chúng con một bài học thính pháp ngày hôm nay ạ. Và kính cảm ơn quý cô chú đã đến với đạo tràng. Và con không biết là sư Trí Đức có trước máy mà tại vì con không thể đóng rung. Dạ, con nghĩ chắc đạo tràng đến đây đến giờ hoàn mãn rồi, là con nghĩ chút nữa các sư Trí Đức sẽ đóng rung ạ. Và kính cảm ơn mọi người và kính mong quý cô chú sẽ trở lại rung vào ngày mai lúc 4 giờ sáng, 3 giờ rưỡi sáng, dạ 3 giờ rưỡi sáng giờ Việt Nam. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ đạo tràng sẽ khép lại trong vài giây phút nữa. Dạ con kính cảm ơn. Dạ con xin chào tạm biệt đạo tràng.